Nguyễn Trường Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Xin chào anh Trường. Xin chào Ngọc Lan và xin chào quý khán giả của Lido Sài Gòn TV. Rất vui được gặp lại quý vị trong ngày thứ ba hôm nay là ngày 8 tháng 10 2024. À như thường lệ thì chúng tôi vẫn nhắc quý vị là chúng tôi có nhiều cách để xem chương trình của Lido Sài Gòn TV. Mình vào Facebook nè, mình vào YouTube nè, mình coi ngay bây giờ trực tiếp cũng như coi lại sau đó nhiều chương trình của Lido Sài Gòn TV lên mạng internet thì mình có thể coi được nguyên một cái list nhiều chương trình nữa uh, Lido Sài Gòn TV.com hoặc là TV ở miền Nam California là đài 56.10, Bắc California 16.11 cũng như là ở bên Texas um, 27.6 ngày hôm nay uh, dĩ nhiên là sẽ đưa đến quý vị phần tin đầu tiên của ngày hôm nay đó là cái tin mà uh, hàng triệu người đang được lệnh phải di tản ra khỏi nhiều vùng ở tiểu bang Florida. À, chuẩn bị đối đầu với cơn bão kinh khủng nhất trong vòng 100 năm qua. Thưa quý vị, đó là cơn bão Milton. À, chỉ, tức là có 7 cơn bão mà được nói tới là đi từ cấp độ nghiêm trọng số 1 mà lên tới số 5. Số 5 là nặng nề nhất. Thì cơn bão Milton là một trong bảy cơn bão đó. Thưa quý vị, cơn bão Milton nó đi từ cấp độ số 1 mà lên số 5 nghiêm trọng nhất chỉ trong vòng có 24 tiếng đồng hồ thôi. Cho nên à, thống đốc à, của tiểu bang Florida cho biết là 51 quận hạt ở ngay tại tiểu bang Florida đang được đặt trong tình trạng báo động. Và sáng hôm nay tin tức từ bên Florida cho biết thống đốc còn nói thêm rằng là ai không di tản ra khỏi vùng sẽ bị bão thì đối diện với lại cái chết tại vì ông nói rằng là không ai còn có thể sống sót được với cái gió có thể lên tới là 185 km một giờ đồng thời sóng đánh cao lên tới hơn 15 feet à, cái độ cao của nó mưa thì có thể có nhiều vùng lên tới 15 inches nước mưa cho nên đây là một cái tin tức mà rất là xấu cho tiểu bang Florida. Những cái quận hạt mà cơn bão có thể đi tới như là Orlando, Santa Rosa, Tampa và nhiều vùng nữa. Nhưng mà 51 quận hạt đã được đặt trong tình trạng báo động. Ngày hôm qua, thưa quý vị, khi mà coi qua tin tức ở bên Florida đó, thì nhiều vùng vẫn còn đang dọn dẹp, nhiều vùng vẫn còn rác đáy đường hết sau cái trận bão Helens. Nhưng mà thưa quý vị, bão Milton này nó được tin đoán là nó sẽ mạnh hơn bão Helen gấp mấy lần. Cho nên họ nói rằng là à, bão, à, đó là storm after storm, đó tức là bão tới theo bão nữa. Cho nên họ nói rằng là chúng tôi không biết là phải dọn dẹp như thế nào nữa. Và dĩ nhiên những cái vùng mà không trực tiếp ảnh hưởng bởi cơn bão, thì người ta bắt đầu đi kiếm bao cát, người ta bắt đầu đi tìm kiếm những cái sự trợ giúp của chính phủ. Rồi người ta đi Home Depot đi, đi những cái cơ sở bán vật liệu xây dựng để mà mua những cái tấm ván về để mà chặn lên những cái cửa sổ không cho nó bị bị bể hỏng hư hại sau cái cơn bão Milton này. Rồi mua nước, mua xăng. Ngày hôm qua coi qua trên tivi đó thì những cái con đường mà chính dẫn từ Florida đi qua những cái nơi khác đó thì nó kẹt xe kinh khủng luôn tức là hàng triệu các quý vị tưởng tượng nha, cả 8 triệu người được cái lệnh phải di tản ra khỏi cái vùng họ cư cư ngụ để mà tránh bão mà 8 triệu người cùng một lúc mà lên đường để mà đi trên những cái xa lộ đó thì quý vị nó thấy nó cảnh tượng nó như thế nào. Cho nên um, có nhiều cái nó gọi là có thể trở thành lịch sử lắm. Uh, thống đốc của tiểu bang Florida cho biết rằng là đây là cuộc di tản ra khỏi vùng bão lớn nhất từ đó tới giờ của tiểu bang Florida tại vì nó ảnh hưởng tới nhiều quận hạt lắm rồi thứ hai nữa là cơn bão này cũng có thể là một trong những cơn bão mạnh nhất trong vòng 100 năm qua qua cái vùng viện vị, vịt của máy tây cơ giờ phút này đó thì tối ngày hôm qua thì cơn bão được đặt trong tình trạng là số 5 là số cao nhất trong cái sức ảnh hưởng nặng nề nhưng mà qua đêm thì nó xuống cấp thành số 4 À, nhưng à, thống đốc của tiểu bang cho biết rằng là dù là số 5 hay là số 4 đi nữa thì cái sức mạnh tàn phá của cái bão này vẫn là một cái mối nguy hiểm đến với cuộc sống à, mạng sống của con người tại tiểu bang Florida nghĩa là đến giờ phút này Người dân ở các cái nơi mà đang có cái nguy cơ là bão sẽ đánh vào như là anh Nguyễn Trường vừa mới nói ở Tampa, Sarasota, là đang chờ đợi bão tới chứ nghĩa là bão chưa ừ. có tới bắt đầu từ khuya nay và người ta nói là trọng tâm là vào ngày thứ tư đây là một cái cơn bão lý do mà người ta nói là nó mạnh à, có những người quen biết của Ngọc Lan họ sống ở đây mặc dù là trong những năm qua mỗi mùa đến cái thời điểm này họ nói là đều phải chuẩn bị cái chuyện mà à, đón bão như thế nào phòng chống ra làm sao nhưng mà năm nay là năm mà nói là trực tiếp vào cái khu vực đó nhà cửa phải đóng những cái vách tôn lên hay là bao cát hay là dán gỗ đóng lên cái cửa nẻo ra làm sao bắt đầu từ ngày hôm nay nhiều người đã phải nghỉ làm ở nhà chứ không có còn đi làm như bình thường sở dĩ nó mạnh là bởi vì cái đường đi của bão đó họ nói là nó bất thường À, bình thường thì cái cái hướng đi của bão họ nói á, là cái hướng đi của nó nó cũng khác à, bình thường á là nó sẽ đi là từ ở nó thường là nó sẽ đường đi của bão là các cơn bão nó sẽ hình thành là từ biển à, à, nó đổ bộ khi mà nó đổ bộ vào cái vùng biển à, à, Caribe sông á, thì nó di chuyển từ phía tây rồi nó rẽ sang phía bắc còn đằng này thì nó đi từ tây sang đông cái đó là bất thường à, người ta nói rằng là hiếm khi một cái cơn bão hình thành từ phía tây của vĩ vịnh và di chuyển về phía đông xong rồi đổ bộ vào bờ biển phía tây Florida thì khi mà người ta hiểu được cái đường đi của nó thì mới nhìn được cái hướng như thế nào thì người ta mới biết được cái sóng lớn nó đánh vào đâu. Thì đây là một cái điều rất là bất thường, có nghĩa là đi từ Tây sang Đông luôn. Thường thì nó là đi từ Tây xong rồi thì nó sẽ rẽ về phía Bắc. Cho nên là người ta không có hiểu hình dung được là cái mức thiệt hại của nó ra làm sao. Cho nên mọi người là ở trong một cái tâm trạng là rất là lo âu. Ờ, ngày hôm qua thì ở, ngay ở trên uh, Facebook rất là nhiều những người Việt Nam mà họ sống ở vùng Tam Ba thì uh, những người nào mà ở không ở trong vùng di tản thì họ ở nhà họ chuẩn bị uh, nước nôi thực phẩm rồi nhà cửa thì uh, đóng những làm sao để mà cửa nẻo có thể là không bị bão đánh tới à, những còn ừ. những người nào mà ở trong cái vùng mà người ta yêu cầu phải di tản thì họ đi thật ra là họ đã di tản từ hôm chủ nhật rồi còn ngày hôm qua đó hình ảnh chụp ở trên đường là kẹt xe thôi là kẹt xe rồi uh, họ chụp uh, hình ảnh ở những cái trung tâm mà đi vào đó để mà trú ẩn À, nhìn thì thấy rất là là mình cũng cảm thấy là bồn chồn thay cho họ chỉ cầu mong rằng là không có những cái gì thật sự là ghê gớm xảy ra à, bởi vì nói là florida năm nào cũng có bão nhưng mà năm nay liên tiếp hai cái trận bão à, mặc dù nhiều người cũng nói rằng là khi mà tin tức đưa đó thì bao giờ nó cũng sẽ dữ dội và nó ghê gớm hơn là những cái thực tế nó xảy ra nhưng mà giống như là ông thống đốc của tiểu bang florida nói cũng như là nhiều những cái thị trưởng của các thành phố mà đã xảy ra cái cơn bão vừa rồi thì họ nói rằng là họ sẽ làm mạnh tay kỳ này bởi vì nhiều người cũng dùng cái chữ là dễ ngươi đó cứ nghĩ là bảo ôi di tản không đi kỳ trước cũng kêu di tản nhưng mà không có chuyện gì xảy ra mà cái cơn bão vừa rồi hơn 230 người chết cũng vì cái chuyện mà dễ người như vậy thì thì này họ tỏ ra là mạnh tay hơn. À, cái việc nhìn dính hình đó, đây là cái vùng mà màu đỏ. Cái vùng màu đỏ này là cái vùng mà dự dự báo là cơn bão sẽ đi từ phía bên này mà đi thẳng qua bên tới bên đây và đụng vào cái vùng bên này. Thì đây đây là những cái vùng mà có nhiều người Việt mình sinh sống ở đây nè, như là Tampa nè, như là Sarasota, Orlando là Orlando là nằm ở phía bên này. Thì thưa quý vị, à, À, trên Facebook thì cái cộng đồng người Việt ở Tampa cộng đồng người Việt ở Santa cũng chỉ bảo nhau ở trên đó là mình nên chuẩn bị như thế nào à, nếu mà quý vị có ở trong Facebook mà có ở trong cái nhóm của cộng đồng ở đó đó thì quý vị sẽ thấy họ dễ thương lắm họ chỉ bảo nhau là ồ oh, chỗ nào có cái gì đó của chính phủ trợ giúp để mình có thể hay là cách nào đó để mình có thể liên lạc với nhau trong lúc mà mình đi di tản hoặc là mình uh, như thế nào để mà tránh được cái cơn bão là cái vùng màu đỏ đây là cái vùng mà bắt buộc là phải di tản ra và thống đốc của tư ba nói rằng là không ai có thể còn sống sót được ông nói như vậy là sau khi mà cơn bão này ập vào mà nếu mà nó vô ập thẳng vô như vậy đó thì ông nói rằng là nó sẽ gọi là một cái thảm họa chưa từng thấy ở tại tiểu bang này. Ngày hôm nay thì vệ binh quốc gia đã được triển khai tới khu vực này là hơn 8.000 người. Vệ binh quốc gia cũng như cảnh sát cứu hỏa là phải túc trực hết tất cả mọi người ở lại đây để chuẩn bị đón cơn bão Milton. Chúng ta sẽ quay lại sau một ít phút thông tin thương mại bảo trợ cho Cà Phê Sáng hôm nay. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 2 của chương trình Cà phê sáng của Lý Sài Gòn TV. Thưa quý vị, sáng ngày hôm qua vào lúc khoảng 11 giờ thì ở ngay Long Beach ở khu vực mà đường số 28 và đường Clan đã xảy ra một cái vụ nổ một cái căn nhà ADU, tức là cái căn nhà mà xây thêm ở trên gọi, gọi là nhà phụ trợ đó, ở ngay cái khu vực này mà những người xung quanh họ nói là nghe tưởng tượng như là bơm nổ hay là động đất. Ở căn nhà đó nổ nổ tung lên hết tan hoang hết. Lúc đó ở trong nhà này có một người đàn ông ở trong nhà đó đang ở, thì ông này được đưa ra, nó là bị thương rất là nặng. À, cái người chủ nhân mà ở trên cái căn nhà chính á, thì là cũng là bà con với lại cái người đàn ông đang sống ở trong cái căn adu đó. À, bình thường thì ông sống cùng với lại hai người con nhưng mà may mắn là lúc đó thì hai người con có lẽ là đây làm mới đi học cho nên không có ở nhà à, người đàn ông mà đang sống ở trong nhà đó thì được đưa đến bệnh viện à, lúc đầu á, thì cảnh sát nói là à, lính cứu hỏa nói là chưa biết à, lý do là nổ là như thế nào những người hàng xóm thì nói là họ lúc mà lúc mà người ta có mặt ở đây mọi người túa ra coi thì thấy căn nhà nó nó tan hoang hết tin à, đến giờ chưa chính thức là người ta cho, cho biết là lý do nhưng mà có thể đây là một cái vụ là do lít cái đường gas ừ. cho nên là nó nổ. Ờ, nhiều người ngày hôm qua khi mà nghe tin này thì họ cũng tỏ ra rất là hoang mang liên quan đến cái việc là trong thời gian qua về nhà mà adu mà được xây cất trong thời gian qua rất là nhiều thì bên cạnh những cái căn nhà là có giấy phép hẳn hoi thì cũng có rất là nhiều nhà đó là người ta xây dựng chui nữa ừ. à, mà khi mà xây dựng lên như vậy đó thì những cái đường gas rồi đường ống đường nước rất là nhiều không có được coi cho nó kỹ lưỡng cho nên là đây cũng là một cái báo động khi mà trong một cái khu vực như thế này thì nhiều cái căn nhà khác cũng ảnh hưởng À, bây giờ thì người ta đang chờ điều tra xem là cái chuyện gì đã xảy ra ở ngay cái căn nhà ở Long Beach vào sáng ngày hôm qua Trong khi đó thưa quý vị Mega Millions vé số Mega Millions quý vị đang mua bây giờ á, là mỗi lần mình chơi đó là mình mua 2 đô la một cái tấm vé số Nhưng mà tới tháng 4 của năm 2025 thì hơn gấp đôi đó là 5 đô la để chơi vé số Mega Millions. À, bản tin cho biết rằng là cơ quan sổ số cho biết à, tại sao lại tăng giá. Tăng giá lên là tại vì cái cơ hội để quý vị trúng Mega Millions nó sẽ nhiều hơn. Và đặc biệt là không có cái chuyện Huề vốn nếu mà quý vị trúng vé số Mega Millions. Thí dụ như là mình mua 5 đồng, không lẽ mình trúng 4 đồng? đó không có chuyện đó trước đây thì có mình mua hai đồng mình có thể trúng một đồng hai đồng nhưng mà không có chuyện hề vốn nếu mà tăng giá lên 5 đô la cái giải trúng của mình nó dù nhỏ nhất đi nữa cũng phải là trên 5 đô la họ nói là là không thể nào hề vốn được cho nên cái cơ hội trúng nhiều hơn và cái giải thưởng nó cũng cao hơn và đặc biệt nữa khi mà nói tới những cái giải thưởng mà cộng lại sau nhiều lần không có người trúng đó thì họ nói rằng là vé sẽ lên tới hàng tỷ đô la nhanh hơn trước đây. Có nghĩa là trước đây phải mất đi chừng 10 tuần, 15 tuần, 20 tuần, không ai trúng thì nó mới lên tới 1 tỷ đi. Đó à, là con số cao đi. Thì bây giờ họ nói rằng là có thể nó đời thời gian nó rút ngắn lại chừng 10 tuần thôi mà không có ai trúng thì số nó sẽ lên tới hàng tỷ liền chứ không phải chờ đợi như hồi xưa là chờ 2 3 tháng, 3 4 tháng mới lên tới con số tỷ. À, cộng với lại nữa họ nói rằng là À, trước đây nếu mà cứ một trong 26 triệu người đi à, mà mua vé số thì mới là người may mắn thì bây giờ cái con số 26 đó nó có thể giảm xuống một trong 18 triệu người à, có thể con số để giảm xuống mình có cơ hội nhiều hơn và họ nói rằng là cái người mà chúng triệu phú và cái người chúng tỷ phú nó cũng sẽ nhiều hơn trước đây nữa cho nên họ nói rằng là họ sẽ làm ra nhiều tỷ phú và nhiều triệu phú hơn cái thời gian trước đây lúc vé số còn bán chỉ có hai đồng thôi à, lần cuối cùng mà Mega Millions lên giá là thời đó là năm 2017 2017 thì à, vé số đang là một đồng rồi lên hai đồng đó cũng cái thời gian họ nói rằng là họ nhìn thấy cái số tiền mà nó tăng lên sau mỗi cái đợt mà không ai trúng đó nó cũng có cơ hội lên nhiều hơn và nhanh hơn trở để, 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 trở thành gọi là những con số hàng tỷ à, cho nên tháng 4 của năm 2025 vé số Mega Millions có bị muốn chơi thì sẽ là 5 đồng ở trên mạng á, sau khi cái tin này tôi thấy đã bỏ ở trên Facebook đó thì nhiều người nói rằng là wow vé số lên tới 5 đồng một lần chơi như vậy là mắc quá à, mà công ty sổ số thì nói rằng là quý vị muốn nhanh trở thành tỷ phú hay triệu phú không thì chơi cái vé số 5 đồng đó à, thì cái cơ hội đến với mình nhiều hơn, cái cơ hội trúng nhiều hơn, số tiền trúng cũng nhiều hơn và số tiền mà tăng lên tiền tỷ cũng nhiều hơn nữa thì đó là quyết định của sổ số, số Mega Millions. Họ nói rằng à, lạm phát tăng. À, <laughs> bây giờ cái giá vé 2 đô la nó nó đã quá lâu rồi mà bây giờ một ly Starbucks đó, nó cũng đã lên giá ừ. cho nên là vé số cũng lên giá. Và ừ. bắt đầu từ tháng 4, đúng không? Tháng 4 của năm 2025. Tôi sẽ Thái phải lên. quảng cáo thêm cho cái hành phi của tôi. Đang bán 10 đồng một hộp uống 32 ounce. Tôi sẽ lên giá là 12 đồng 32 ounce. Ừ. À, bảo đảm là sẽ ngon hơn, giòn hơn, thơm hơn, chất lượng hơn. Mình chạy mình theo cái, cái đà gọi là lạm phát mà. Yeah, lạm phát <laughs> cho nên là Ngọc Lai nhớ là khi đọc bản tin đó. À, cuối cùng thì cái ông mà... À, giám đốc của cái công ty sổ số ông so sánh là một ly Starbucks bây giờ nó ừ. cũng đã lên lên giá rồi, cho nên là một tờ vé số cũng phải lên giá. Thì Nhớ thì ông nói giá. là như vậy. Thưa quý vị, à, sáng ngày hôm qua thì hàng trăm sinh viên của trường à, à, cao đẳng Bournemouth College ở à, Claremont đã biểu tình để kỷ niệm một năm cái cuộc chiến tranh Israel-Hamas một năm mới đó lúc mình nhớ ừ. là trong chương trình cà phê sáng bảy đã đưa 10. tin 7 tháng 10 đó à, cuộc chiến tranh à, Balest... những người này là những người mà ủng hộ cho palestine thì lúc đầu nói là sau 10 giờ sáng thì nhiều sinh viên họ đã rời các cái lớp học của họ xong rồi cái họ kéo 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 đến để tụ tập ở trước một cái giảng đường họ yêu cầu ở cái thông điệp họ đưa ra là yêu cầu trường à, mona College đó là yêu cầu là trường rút hết những cái khoản tiền tài trợ đầu tư uh, mà rút khỏi Israel những cái gì mà có đầu tư ở đó là rút rút ra khỏi đó hết lúc đầu thì cuối cục biểu tình được cho là khá là ôn hòa nhưng mà khi mà cái số lượng mà sinh viên tụ tập càng lúc càng đông càng đông lên đến vài trăm người đó thì lúc đó là họ nói là họ chặn nguyên một cái cái khuôn viên của trường rồi bắt đầu sinh viên những người mà không có tham gia trong cuộc biểu tình đó thì bắt đầu họ bị tất lại không có ra vô được thì nó bắt đầu ảnh hưởng đến những cái lớp học khác à, người ta nói rằng theo cái tin tức của ABC 7 đưa là lúc đó họ cũng chưa thấy có cảnh sát xuất hiện rồi đến lúc mà khoảng 10 giờ sáng thì nhiều sinh viên họ muốn muốn thoát ra bởi vì họ không có tham gia trong cuộc biểu tình đó thì họ lại nhìn thấy cảnh là nhiều sinh viên muốn thoát ra khỏi những cái khu vực mà bị bao vây bởi những cái là sinh viên biểu tình này thì chỉ còn có cách là họ phải trèo cửa sổ để đi ra thôi à, mặc dù là cái cuộc biểu tình này được cho là không có bạo lực không có người bị thương không có người nào bị bắt hết nhưng mà sau đó thì phía nhà trường họ đã đưa ra một cái thông báo trên toàn trường đó là yêu cầu tất cả các sinh viên đều phải giải tán hết, nói là phải trả lại cái khuôn viên cho trường học, không được làm cho các lớp học bị gián đoạn. Nếu như mà các các sinh viên mà còn tụ tập và làm ảnh hưởng đến các lớp học đó, khiến cho những cái 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 giảng đường mà phải đi đóng cửa thì cái điều đó là đã là vi phạm đến chính sách của trường có nghĩa là họ cho rằng là cái chuyện mà uh, trường á, uh, ủng hộ những cái việc mà được nói lên những cái tiếng nói uh, tự do nhưng mà phải bảo đảm được cái tính liên tục của cái việc uh, học hành uh, chúng tôi không cho phép những cá nhân mà đeo mặt nạ không chịu xác định danh tánh không có xuất trình những cái giấy tờ tùy thân ở trong khuôn viên nhà trường cũng như là không cho phép việc chiếm giữ các cái, cái giảng đường phá vỡ cái tính liên tục của cái công việc học tập đó là những cái điều mà nhà trường yêu cầu à, nhà trường bảo vệ cái quyền tự do ngôn luận nhưng mà cái hành động mà đột nhập rồi ngăn chặn cái việc học tập đó đó là vượt ra ngoài cái chính sách của nhà trường thì trường học này cũng hồi Tháng 6 vừa rồi á, quý vị nhớ có nhiều cái trường đã kéo nhau biểu tình xong rồi các cái lễ tốt nghiệp đều phải bị đình trễ lại, có trường đã phải hủy lưu các cái buổi mà lễ tốt nghiệp, rồi có trường thì phải tổ chức ở những cái nơi rất là xa cái trường học để mà tránh những cái cuộc mà đụng độ với những cái người ủng hộ cho Palestine vân vân. Thì đó là những gì mà diễn ra ở trường Đại học à College ngày hôm qua. Xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại. cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 3 của chương trình cà phê sáng của leader sài gòn tv thưa quý vị hôm thứ năm tuần trước thì một cựu cảnh sát ở quận alameda ở khu vực bắc cali đã bị kết tội giết người liên quan đến một cuộc tình tay ba mà hai nạn nhân mà cái ông cảnh sát này đã bắn chết là một cái cặp vợ chồng người việt nam cái tin này nó khá là thê thảm cái ông cảnh sát này á tên là Devon uh, Williams, chỉ mới có 26 tuổi thôi thì người ta không có kể là vào năm nào thì ông bắt đầu ông quen với một cái nữ y tá tên là Maria Trần mà chỉ biết rằng đó là cái cái thời điểm mà xảy ra cái vụ mà thảm sát, cái vụ mà giết người đó là năm 2022. À, chỉ biết rằng là ông uh, cảnh sát này David Williams này thì quen với lại cái cô y tá, cái bà y tá Maria Trần đó là tại một cái uh, bệnh viện tâm thần uh, John George. Thì nơi đó thì bà kia làm y tá, còn ông này thì đến để mà canh giữ các cái tội phạm mà được đưa đến đó để điều trị thì giữa hai người là nó phát sinh một cái tình cảm và trong khi đó thì bà Maria Trần đó là đã có chồng rồi, ừ. đã kết hôn có chồng rồi, có một đứa con trai. thì sau một cái thời gian ở trong cái hồ sơ tòa án người ta cũng không nói là cái mối quan hệ này kéo dài bao lâu nhưng mà đến một lúc thì bà Maria đó muốn chấm dứt cái mối quan hệ đó nhưng mà cái ông William này không đồng ý, ừ. không đồng ý xong á thì ông ta đã có một thời gian liên tục đi đến nhà của cặp vợ chồng này, đến nhà của bà Maria cùng với lại ông chồng của bà. Uh, ông chồng của bà uh, tên là ông uh, Benson, ông Benson Trần, 57 tuổi. Đến nhà liên tục và cho đến một, có nghĩa là ông chồng bà cũng biết được, như nghĩa là có cái mối quan hệ giữa ông William này với vợ của mình. Cho đến ngày 8 tháng 8 của năm 2022, thì lúc đó, cái ông William này ông đến nhà và ông bấm bấm chuông liên tục để mà ông kêu cửa thì họ hai vợ chồng này rất là sợ họ ở trong nhà và họ gọi cảnh sát họ gọi cảnh sát họ báo rằng là có người đến quấy rối như vậy thì cảnh sát á lại cho rằng à, không có gì nghiêm trọng là bởi vì ông này cũng là cảnh sát ừ. ông đó đang là cảnh sát đương nhiệm cũng là cảnh sát cho nên họ cho là không có gì nghiêm trọng thì họ không có giải quyết cái sự việc cho tới nơi đến chốn cho đến một tháng sau tức là vào ngày 7 tháng 9 gần một tháng sau 7 tháng 9 của năm 2022 thì ông Williams này đã rời cái nơi làm việc của mình và mang súng đến đã đến nhà của vợ chồng bà Mayra và bắn chết hai vợ chồng đó trong lúc có con trai của họ ở nhà thì lúc đó cậu bé đã là 14 tuổi thì sau khi bắn chết cặp vợ chồng này thì ông này bỏ chạy thì lúc đó Ờ, họ đã gọi, người nhà đã gọi cảnh sát và cảnh sát đã bắt được ông William này cách xa cái nơi mà gây án là khoảng 150 dặm. Thì đến năm 2023 đó, gia đình người thân của cặp vợ chồng kia, họ mới làm đơn, họ khiếu kiện. Họ nộp lên để mà họ khiếu nại ngoài cái chuyện là ông này bị bắt ra, bị khởi tố về cái tội giết người thì gia đình họ còn làm đơn kiện luôn cả cái sở cảnh sát đó họ nói rằng là họ sở cảnh sát này đã tắt cách ở trong cái việc đó là đã không có bảo vệ hai cái cặp vợ chồng này khi mà vào ngày 8 tháng 8 là họ đã gọi điện họ báo nhưng mà sở cảnh sát nói rằng có thể là đã nhân nhượng bởi vì ông William kia là cảnh sát cho nên họ không có mạnh tay nếu lúc đó mà họ đưa ông William này bị cách chức hoặc là họ có một cái biện pháp gì mạnh hơn thì ông đó đã không có súng thì ông đó đã không dùng cái khẩu súng của ngay chính sở cảnh sát đó để đi đến bắn chết hai vợ chồng này. Thì vào hôm thứ năm tuần rồi thì bên ở à, bên à, bà tòa đã ra cái phán quyết là ông này có tội và cái bản án sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 12 tháng 11 tới đây. Và ông này sẽ phải đối diện với cái bản án là 50 năm tù cho đến trung thân yeah. à, Trong khi đó thì tôi với quý vị uh, Fan cứng của trái táo Apple thì Cho biết rằng là uh, họ đã nhận được nhiều cái uh, thông tin Về việc là chừng nào thì cái bản cập nhật iOS 18.1 uh, Sẽ được uh, chính thức được tung ra Và mọi người có thể thử nghiệm trên những cái dòng điện thoại mà có thể có AI ở trong đó, tức là cái hệ thống gọi là trí tuệ nhân tạo đó, ở trong đó mà Apple thì gọi là Apple Intelligent. Thì thưa quý vị, chỉ có điện thoại iPhone 15 Pro, tức là Pro nhỏ và Pro Max là Pro lớn đó, từ iPhone 15 Pro, 15 Pro Max cho tới điện thoại dòng iPhone 16 thì mới có thể sử dụng được cái hệ thống trí um, tuệ nhân tạo AI hay là Apple Intelligence. À, những cái dòng trước đó hoặc là cũ hơn thì cũng có thể nâng cấp lên cái bản cập nhật mới là 18.1 vào ngày 28 tháng 10 sắp tới đây. Hiện tại 18.1 thì đang là thử nghiệm và đang để cho các nhà à, à, làm về vấn đề à, cái, cái 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 phiên bản à, phần mềm đó đó họ thử nghiệm mà thôi chưa có tung ra nhưng mà 28 tháng 10 thì bắt đầu tung ra chính thức thì hy vọng là đúng ngày ngày hôm đó thì những cái phone nào mà có thể cập nhật lên 18.1 và mình có thể sử dụng được AI ở trên đó đó là từ 15 Pro Pro lớn Pro nhỏ được 16 trở lên 16 gì cũng được hết 16 lớn 16 nhỏ 16 thường hay 16 Plus cũng được luôn còn những cái dòng khác cũ hơn thì cũng lên được 18.1 nhưng mà nó không có chức năng AI như là những cái dòng kia à, cho nên à, à, khi mà nâng cấp lên vào ngày 28 tháng 10 đó chắc chắn là quý vị sẽ thấy đây là một trong những cái phần cập nhật quan trọng nhất để mà có thể sử dụng được những cái chức năng của AI mà hiện nay trên dòng iPhone 16 thì đã có chuẩn bị rồi Hiện tại quý vị đang ở 18.0.1 thì không có những sử dụng được những cái AI đó, phải chờ cho đến ngày 28 tháng 10 thì mới sử dụng được. Cho nên nhiều người của ta người ta cũng chưa có đi mua vội bây giờ tại trong thời gian này thì cũng hơi khó mua, phải đặt hàng và phải chờ tới cuối tháng 10 hay đầu tháng 11 mới có. Mà họ nói rằng là nếu mua về mà không sử dụng được AI thì thôi từ từ hắn mua. Đó. tại vì 28 tháng 10 này thì những cái phone mới mới được cập nhật lên phần mềm À, và mới có sự thể sử dụng được cái uh, phần gọi là AI trong đó. Một trong những cái mà tôi thấy nhiều người nói tới mà thích nhất đó là sau khi mà nâng cấp lên 18.1 ngày 28 tháng 10 này thì khi mình chụp hình mình muốn xóa cái gì đó đi, mình chỉ cần ấn nhẹ lên trên cái đó thôi là cái 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 gì mà mình không muốn thấy trong cái hình đó nó sẽ xóa đi và Apple sẽ tự động làm liền cái hình lại và có những cái khung cảnh phù hợp với cái hình đó mà không cần phải dùng cái app gì để xóa hình hết. Ừ. thí dụ như là à, tôi đang chụp một, một người đó rồi có người nào đi bộ vừa tới một cái dính cái hình người đó vô đi, Thì tôi chỉ cần nhấp cái ngón tay tôi ở trên màn hình tôi xóa 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 đi thôi là cái hình đó sẽ cái hình cái người mà không muốn trong cái hình đó sẽ biến mất rồi sẽ là một cái cây gì đó cho nó phù hợp với cái 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 cảnh đó bây giờ. cho nên là có nhiều người họ nói để thử coi là cái software phần mềm 18.1 nó có những cái gì mới uh, họ sẽ gọi là uh, lan tải những cái đó ở trên mạng cho nhiều người còn dùng tới. Cho nên uh, 28 tháng 10 quý vị nha là ngày mà chúng ta nên oh, có nhiều người nói với tôi này nè. Apple nó cứ thông báo là cập nhật cập nhật hoài mệt quá, cứ hết cái cái kia. Nhưng mà thật ra đó thì nhiều khi cái phần mềm của họ có những cái lỗi hay là phần mềm của họ không được tốt hay là phần mềm cần cập nhật lên để gọi là chống lại những cái hacker gì vân vân cho nên họ nói mình cập nhật thì mình cứ cập nhật đi cho nhiều người nói thôi cứ làm hoài cứ hai ba ngày thông báo cập nhật một lần hai ba ngày thông báo một lần, làm hoài cũng mệt à, rồi không biết là nó có hư gì cái phone mình hay không những cái điện thoại càng cũ mà cập nhật lên cái software càng mới thì dĩ nhiên cái điện thoại của mình sẽ chạy chậm hơn đúng rồi đó xe nó càng cũ thì nó càng tốn xăng điện thoại càng cũ mà cái phiên bản cập nhật mới càng mới thì dĩ nhiên nó sẽ dùng nhiều cái năng lượng ở trong đó để mà nó chạy cái phần mềm đó nó sẽ tốn pin nhiều hơn đúng có cái đó có đúng tốn pin nhiều hơn và nó, không còn mượt mà nữa nó sẽ chậm hơn nữa đó tại vì quý vị nghĩ rằng xe cũ không thể chạy nhanh được dù mình có đi đổ xăng 92 hay là 93 đi nữa nó cũng vẫn chạy chậm mà tại vì xe nó quá cũ rồi thì cũng như cái điện thoại cũng vậy điện thoại nó càng cũ thì càng tốn pin và càng chạy chậm đó, cho nên cái cái phone nào mới thì mình cập nhật lên cho nó phù hợp. À, à, trong những ngày vừa qua thì hôm qua tôi lên mạng tôi thử order một cái phone màu vàng sa mạc thì tôi thấy là tới đầu tháng 11 thì mới nhận được. Yeah. Nhưng mà quý vị thì vẫn có thể xuống tiệm Apple Store cái tiệm nào gần nhà mình đó mà đi sớm sớm một chút nha. Mình xếp hàng là một trong người 10 người đầu tiên đi để thế nào cũng có ở tiệm nhưng mà phải ba trở đi thật sớm. Chúng ta sẽ quay lại sau một ít phút thông tin thương mại bảo trợ cho cà phê sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ tư của chương trình Cà phê sáng của Lý Do Sài Gòn TV. Thưa quý vị, <laughs> xin lỗi. À, có lẽ là chúng ta nghĩ khi mà mình đi máy bay á có ừ. nhiều người bị mời xuống bị đuổi xuống khỏi máy bay vì nhiều lý do nhưng mà cái trường hợp mà bị đuổi xuống khỏi máy bay vì lý do trang phục á thì có lẽ là hiếm nghe thấy hiếm nhưng mà hôm thứ sáu vừa rồi thì có ba người phụ nữ đã bị đuổi xuống khỏi một chuyến bay uh, Spirit bởi vì cái áo rớt thấp Uh, rất thấp là cái gì thì có lẽ là những người phụ nữ thì biết cái áo rất thấp uh, tức là cái áo uh, giống như một cái áo thun bó sát mặc ở trong vậy đó nó đến ngang uh, ngang ngực đưa cái bụng ra rồi ở trên như hai giây các quý vị có thể nhìn thấy uh, giống như cái áo mà mấy cô này mặc ở trong uh, rất là nhiều uh, nó như thế này ngang ôm ngang cái uh, khoảng dưới cái chân ngực như vậy thôi thì uh, những cô gái những người phụ nữ ở mỹ hay là ở khắp nơi mặc áo này rất là nhiều thì thường họ mặc ở trong rồi ở ngoài á, thì họ sẽ mặc một cái áo khoác ở ngoài ở ngoài là áo thun hay là một cái áo len một áo sơ mi đủ hết thì hôm thứ sáu vừa rồi à, hai cô bạn này là đi cùng với nhau à, trên một cái chuyến bay từ ls để định bay qua new orleans thì khi mà họ nói họ lên trên cái chuyến bay của hãng spirit là hãng máy bay giá rẻ thì quý vị cũng đã biết thì họ nói là trên chuyến bay đó nó nóng mà nó không có máy lạnh cho nên à, nóng quá cho nên à, hai cái cô này á, cổ mới cởi cái cái áo là cổ đang mặc ở ngoài này nè, là cái áo len này nè, họ cởi ra thì lúc đó có một người nhân viên à, một cái tiếp viên ở trên máy bay đó là nam thì đi ngang thì cái cô này cô này tên là Tara, cô này cổ mới kể lúc mà cổ kể lại với phóng viên á, cổ nói là cái anh chàng đó nhìn cái nó là lấy cái gì mặc vô đi. <laughs> kiểu nói như vậy đó. lấy một cái gì mặc vô thì lúc đó có một cái 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 clip mà của ai đó quay lại à, để mà đưa lên thì quay chỉ lướt lướt qua thôi thì lúc đó rõ ràng là cô cô Tara này cô đang ngồi thì có một cái máy quay quay xuống thì cái áo cái, cái áo khoác này của cô là cô đang để ở trên trên đùi của mình thì cô chỉ mặc cái uh, laptop top ở phía trong thôi thì cô lúc mà cô kể cô nói ờ à, thì nó nóng qua tôi cởi ra ờ à, thì là cái laptop thì nó nó cũng hơi đưa cái bụng ra một chút xíu nhưng mà thật sự á khi mà cái máy quay đó nhìn xuống từ trên xuống thì nhìn thấy cái phần ngực với lại cái phần bụng của cô thì cái người nam tiếp viên nó kêu là lấy cái gì mặc vô thì xong thì hai cô này giống như là ồ lần đầu tiên là nghe người ta nhắc mình mặc thì hai cô này mới nói rằng là Uh, ok nhưng mà có cái uh, anh có thể cho tôi coi cái quy định nào về cái chuyện mà mặc trang phục hay không oh. đó thì hai cô này mới hỏi như vậy thì lúc đó ở trên máy bay đó có một cái người phụ nữ nữa có nghĩa là cũng không liên can gì đến hai cô này ngồi ở phía trên thì cái người phụ nữ kia thì đi với lại một một đứa con nhỏ thì cái người đây cái cô này cũng ngồi ở trên máy bay thì lúc đó có cái chiếc uh, ai đó quay được cái cảnh này thì cái người phụ nữ kia đó uh, cô kia thì uh, bà này thì bà này ốm hơn thì bà ngồi ở phía trên thì bà mới uh, lên tiếng bà nói rằng là uh, ủa nếu laptop uh, thấp mặc ai cũng mặc được mà chẳng lẽ bây giờ nóng quá bây giờ tôi cởi cái laptop thấp uh, cái áo len tôi ra thì chẳng lẽ tôi cũng bị đuổi xuống luôn hả thì bà nói xong rồi bà cũng cởi cái áo khoác ngoài của bà ra thì bà mặc ở trong là cái áo cái cái thấp như vậy thôi thì lúc đó những người đó nói là ok nếu vậy thì cả ba người đi xuống đuổi cả ba người xuống luôn à, thì thì lúc đó là cả ba người này xuống thì à, sau đó thì hai cái cô à, hai cái cô lúc đầu á nói rằng là mặc dù là họ cũng có à, lúc đó họ giống như họ chịu dòng lại họ có năn nỉ rằng là thôi bây giờ họ mặc lại họ mặc cái áo đưa vô lại thì cho họ ở trên cái chuyến bay đó để đi tiếp nhưng mà những nhân viên ở trên máy bay nó là đã quá muộn rồi họ không muốn họ mời cả ba người đi xuống luôn thì sau đó thì những cô này đã phải uh, nói là họ phải trả thêm cả mua vé cả ngàn đô la nữa để mà bay đến cái nơi mà họ muốn đến để uh, đón cái sinh nhật của họ thì bây giờ họ nói là họ đang suy nghĩ đến cái chuyện là họ kiện họ kiện cái hãng hàng không này uh, họ cảm thấy là họ bị đối xử một cách rất là xấu hổ rất là nhục nhã và có cái quy định nào không về cái chuyện mà ăn mặc như vậy thì bên hãng mà khi mà bên bên um, khi họ liên lạc với lại hãng máy bay Spirit á thì họ đưa ra một cái tuyên bố cho biết rằng là uh, cái uh, cái hãng này á có những cái tiêu chuẩn về trang phục cho tất cả hành khách đi cùng uh, họ ghi ra rất rõ là ăn mặc không phù hợp hoặc là có trang phục khiêu dâm tục tiểu hoặc phản cảm là họ sẽ không có chở à, hợp đồng cũng nêu rõ rằng nếu bị yêu cầu rời khỏi máy bay thì hành khách sẽ không đủ điều kiện để được hoàn tiền lại thì đó là những cái điều mà họ ghi là nếu như mà hành khách mà ăn mặc mà không phù hợp hoặc là có trang phục khiêu dâm tục tiểu hoặc là phản cảm như vậy thì cái những cái cô này mặc cái cái trang phục này có bị gọi là Uh, kiêu dâm hoặc là tục tiểu hoặc là phản cảm không thì nếu như mấy cô này muốn thì phải nhờ đến luật sư để can thiệp rằng là trang phục như thế nào để gọi là khiêu dâm hay là tục tiểu thì thật ra những cái, cái loại trang phục này á khi mà đi ở phi trường thì chúng ta cũng thấy uh, lúc mà dừng lại để kiểm tra qua hải quan á mình sẽ thấy rất là bình thường uh, có nhiều cái cái người phụ nữ lúc mà họ mặc cái áo khoác ở ngoài xong rồi họ cởi cái uh, áo khoác ra thì ở trong mặt cái then thớp mà nhưng mà đối với những người mà họ họ gầy gầy họ ốm á thì mình thấy nó, nó rất là bình thường nhưng mà có lẽ là do À, cái cơ thể của mỗi người cho nên là nhìn cô này có vẻ là hơi hơi nhạy cảm cho nên anh tiếp viên kia mới kêu là lấy cái gì mặc vô cô này mới hỏi hỏi ngược lại cho nên nó mới xảy ra chuyện mời mời xuống luôn à, khó chịu thật đó chứ yeah. cho nên à. đây là nó là một cái một cái cuộc tranh luận về cái chuyện là drop top là cái áo đó ở trên máy bay áo lửng đó áo lửng đó áo, áo lửng, áo lửng. À, trong khi đó thì có một bản tin uh, trên USA Today cho biết rằng là có 65 trường hợp hay là 65 người đã được báo cáo là nhiễm vi khuẩn Salmonella do ăn trứng từ một công ty uh, phân phát cho nhiều vùng. Uh, 65 trường hợp đó thì không có trường hợp nào tử vong hết, đều được chữa trị tốt. Nhưng mà FDA thì đang khuyến cáo mọi người là nếu có mua trứng mà hết hạn vào ngày 12 tháng 10 của công ty có tên là Melo poultry farm LLC và cái công ty trứng này đó thì nằm ở Bonduo, Wisconsin à, giao trứng cho nhiều nơi trong đó có Wisconsin có Illinois có Michigan à, công ty này còn được à, biết tới à, cung cấp trứng dưới một cái tên khác nữa là Tony Fresh Markets thì à, những cái trứng này đang bị nghi ngờ là nhiễm khuẩn về Salmonella. Trứng với Milton Poultry Farm thì mang trả lại hoặc là không nên dùng vì họ đang nghi ngờ là nhiễm khuẩn. Sau khi có 65 người được báo cáo là nhiễm vi khuẩn Salmonella ở trong 9 tiểu bang. Và khi coi qua cái list á, ở những cái tiểu bang nào á, thì thưa quý vị, có California, có Colorado, Iowa, Illinois, Michigan, Minnesota, Utah, Virginia và Wisconsin. Thì đây là những cái tiểu bang có 9 tiểu bang mà có 65 người đã được báo cáo là phải vào bệnh viện vì nhiễm vi khuẩn Salmonella. À, cái công ty trứng này đó thì có tên là Milo Poultry Farms, M&E Family Farms và trứng cũng có tên dưới cái dạng là Tony Fresh Market thì à, quý vị nào mà có những cái vị trứng này ở nhà à, với những cái tên này đó thì mình không nên dùng. tôi thấy rõ ràng là đâu có để cung cấp qua California nhưng mà một trong những cái người bệnh nhân đó lại là người ở California thì tôi không biết tại sao mà trứng từ bên đó mà nó qua tới bên này? hay là cũng có thể người đó đi du lịch ở bên đó đi chơi về hay là sao đó? nhưng mà không thấy cung cấp ở California mà thì thấy cung cấp là ở những tiểu bang như vừa mình mình mới kể đó à, những cái tiểu bang như là À, Wisconsin là Illinois là Michigan là à, cung cấp trứng cho nhà hàng, cung cấp trứng cho một vài những cơ sở mà buôn bán à, thức ăn nhanh, vân à, vân. Nhưng mà không thấy nói là cung cấp qua California. Nhưng mà một trong những bệnh nhân đó lại là người của California. Cho nên chúng ta cũng phải nên cẩn thận. Wow. Uh bởi vì mới nói là vấn đề mà an toàn thực phẩm thì ở mỹ họ làm rất là gắt gao ừ. đôi khi là chỉ có mỗi một manh nha là vừa thấy như vậy là họ đã phải báo động chưa thấy ai bị bệnh gì nghiêm trọng hết nhưng mà từ cái vấn đề mà nhiễm khuẩn này thì mới nói đến một cái một cái tin vừa mới rộ lên ở việt nam liên quan đến cái vấn đề thực phẩm đó là cái hiện tượng à, về vấn đề ăn uống ở trong các cái nhà ăn các cái ký túc xá của sinh viên ừ. mà được đang được phanh phui à, đồ ăn thức uống khi mà các cái sinh viên mà họ đi học gọi là ở bên đó là có đi học quân sự đó họ học tập trung à, cái nhóm này ăn trước xong rồi thì sau đó những cái thức ăn mà còn dư trở lại đã được mang ra cho người khác ăn như thế nào thì xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 5 của chương trình Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. Trước phần quảng cáo thì Ngọc Lan đang nói đến cái chuyện mà ăn uống ở trong các trường đại học ở Việt Nam nó đang trở thành một cái đề tài đang được người ta uh, chú ý và nó khiến cho nhiều người cảm thấy là rùng mình. Đó là cái chuyện mà sinh viên của trường Đại học Bách Khoa ở Hà Nội họ đang nói rằng là cái chuyện ăn cơm, cái phần ăn của họ đó là cơm thừa canh cặn Ừ. nhiều cái sinh viên mà được nhận cái phần mà đi chia cái phần cơm đó đó họ bắt đầu họ rỉ tay nhau nói rằng là họ đã bị bắt làm những cái công việc mà họ không có muốn làm nhưng mà họ không biết phải làm sao hết đó là mỗi một mà học kỳ như vậy một cái năm học như vậy thì ai cũng biết ai đi học ở việt nam rồi thì các sinh viên đều phải có một cái thời gian gọi là đi học quân sự hay là giáo dục quốc phòng thời gian là thường là hai tuần và hai tuần đó thường là học tập trung thì khi đi học tập trung như vậy thì sẽ uh, ở chung rồi uh, đóng tiền ăn uống vân vân thì khi mà các sinh viên này ăn á, thì sẽ chia ra ăn từng uh, giống như là ăn từng ca một nhóm này ăn trước rồi nhóm này ăn sau thì khi mà cái nhóm mà ăn sau á, cái nhóm ăn trước xong rồi thì sẽ dọn xuống rồi những cái sinh viên mà ở trong họ gọi là đi học quân sự mà thì chia theo gọi cái tên giống như là ở trong quân đội á uh, tiểu đội đại đội vân vân thì ở trong những cái nhóm gọi là cái tiểu đội mà những cái phần mà đi chia cơm á được lệnh của những người ở trong nhà bếp đó là gom hết cái phần mà đồ ăn của cái nhóm mà ăn trước á xuống nói là đầu tiên các em sinh viên này trong cái tiểu đội mà chia cơm nói là định đổ đi thì những người mà ở nhà bếp nó không không có được à, cơm á, thì sẽ được mang trút lại ở trong cái nồi mà nấu đã cơm sẵn xong rồi trộn chung với lại cái cơm kia rồi canh rồi những cái đồ ăn nói chung là không có được bỏ cái gì hết trộn lại hết với lại những cái thức ăn mà chuẩn bị à, còn lại kia xong rồi bắt đầu mới trộn hết rồi lại múc chia vô cái phần cơm mới mang lên cho những người sau ăn. Nói rằng là à, những em sinh viên mà làm cái công việc đó, các em nói rằng là các em, các em nhìn mà các em không có nhìn mà không biết nói như thế nào, mà cũng không có dám lên tiếng. Cứ kêu là ừ cứ làm như vậy. À, cho nên chính các em nhìn thấy cái chuyện này thì các em à, truyền tay nhau. Cho nên các em là cái người không dám ăn những cái phần đó mà các em dành dụng tiền á xong rồi các em mua mì gói hoặc là các em mua bánh mì ở ngoài đó các em chia nhau các em ăn chứ các em không có dám ăn những cái phần thức ăn như thế này thì khi mà những cái phóng sự này được đưa lên thì người ta đọc xong rồi người ta nói rằng là trời ơi uh, có người thì tỏ ra rất là phẫn nộ nói là tại sao có thể là ăn cho người ta ăn những cái phần như vậy nhưng có người thì nói ồ cái chuyện này rất là bình thường Ừ. họ nói rằng là họ không có lạ là bởi vì họ có nhiều người suy nghĩ rằng là bỏ đi thì phí phạm rồi có người nói rằng là cái cái phần ăn đó do nó cái tiền nó ít có nghĩa là có rất là nhiều lý do được đưa ra nhưng mà đây là một cái thực trạng để thấy được là trong những cái bếp ăn mà tập thể á, Ở trong những cái ký túc xá Hay là ở trong những Người ta nói là ngay trong những cái doanh trại Quân đội họ đã phải ăn như thế này Đó là chuyện rất là bình thường Thì nghe mình nghe một cái câu chuyện Mà về ăn uống như vậy Mình thấy quá là khủng khiếp Đúng rồi à, Nhân nói về ăn uống thì thưa quý vị Mới đây một cái công ty Mà chuyên sản xuất ra khoai tây chiên uh, French fries Mới cho biết rằng là họ vừa lay off khoảng 4% nhân lực trong công ty của họ. Đó là công ty Lam Western chuyên cung cấp khoai tây chiên cho nhiều cửa hàng. Và đặc biệt một trong những khách hàng lớn của công ty đó là McDonald's. McDonald's cho biết là trong thời gian vừa qua vấn đề lạm phát, vấn đề làm kiếm đồng tiền nó khó khăn. Rồi bao nhiêu tiền mình làm được thì đã đổ dồn vô để trả cho tiền nhà rồi hồi trước á quý vị thấy rằng là họ chia ra cái tiền lương của mình lãnh được trong một tháng đó thì một phần ba vô tiền nhà một phần ba vô tiền ăn rồi một phần ba tiền chi phí này kia bây giờ thì hai phần ba nó vô tiền nhà rồi chỉ còn lại có một phần ba thôi là vừa chi phí vừa ăn uống rồi này kia cho nên càng ngày thì càng nhiều người thà ăn ở nhà còn hơn là đi ra nhà hàng cho nên họ bớt đi tới nhiều nhà hàng và đặc biệt khi mà họ bớt đi tới nhà hàng thì McDonald's cũng là một nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất nữa. Trong cái quý vừa rồi đó thì McDonald's cho biết là cái lượng người tới nhà hàng tức là traffic á, tới nhà hàng nó mất đi vào khoảng từ 3 tới 4% cái lượng khách. Rồi khi mà khách order những món đồ ăn ở trong nhà hàng McDonald's thì thay vì trước đây người ta rộng rãi hơn người ta order một cái large French fry một gói khoai tây chiên lớn thì bây giờ họ nói thôi mắc quá mình giảm nó xuống một gói medium thôi. À thì cái số lượng tiêu thụ khoai tây chiên nó cũng giảm theo. Thay vì người ta order cái 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 loại lớn thì giờ người ta order một cái gói nhỏ hoặc là medium trung bình ăn cũng được rồi. Cộng lại trong thời gian vừa qua thì công ty McDonald thấy cái số lượng người, người mà tới đa nó ít đi càng ngày nó càng ít đi đó. Tại người ta chọn cái cách là người ta ăn ở nhà để tiết kiệm. Cho nên họ tung ra nhiều cái chương trình hấp dẫn thí dụ như là 5 đồng meal uh, uh, meals có là một phần ăn gồm có 4 miếng gà, một ít khoai tây, một ly nước với một cái bánh hamburger nhỏ thí dụ vậy đi thì là chỉ có 5 đồng thôi nhằm để kéo khách hàng trở lại nhưng mà cũng không có uh, uh, thành công cho lắm. Cho nên vẫn tiếp tục cái chương trình đó 5 đồng cái phần đồ ăn có đầy đủ hết nhưng mà cũng không có mang lại khách nhiều. Vì thế, à, sau khi mà cái công ty mà chuyên bán khoai tây chiên đó, khoai tây đông lạnh rồi mà cho mặt đa nồi để chiên lên đó, hoặc là những cái cơ sở mà bán thức ăn nhanh đó, trong thời gian vừa qua họ thấy là cái lượng order nó càng ngày nó càng ít đi, nó càng giảm 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 xuống mất tới 13%. Cho nên họ à, quyết định rằng là đóng cửa một phần à, của của cái công ty làm khoai này ở tiểu bang Washington và lay off khoảng 4% số nhân viên ở đó. Cho nên thấy rõ ràng là nó có ảnh hưởng. À, bài báo cho biết rằng là đa số với nhiều nhiều gia đình bây giờ khi mà họ nói là ô muốn ăn khoai tây chiên, cái họ đi ra chợ. Họ mua nguyên một bịch khoai tây chiên to đùng vậy nè. Ừ. Có mấy đồng thôi. Về tự chiên lên ăn. Đó, nó cũng giòn ngon như mặt đa nồ vậy đó. Thì sau khi mà họ rắc muối lên thì ăn nó cũng như phanh phai mặt đa nồ thôi. Cần gì ra đó mua một cái gói ba đồng mấy bốn đồng gì đó được gói lớn mà cũng chỉ có một người ăn chứ mấy cho nên họ đồng ý là thôi ra chợ mua cái đó cho rồi cho nên thấy rõ ràng là cái ảnh hưởng của vật giá leo thang ảnh hưởng của cái giá cả trong nhà hàng nó gia tăng rồi nó cũng ảnh hưởng lên đến cái số lượng người tiêu thụ và làm cho cái công ty làm phanh phai này cũng phải cắt giảm theo nhân viên của họ nữa lúc uh, nhưng mà nó sẽ có uh, cái cái hay là bây giờ như vậy thì người ta chú trọng cái chuyện là bữa ăn nhà nhiều hơn đúng không ăn ở nhà nhiều hơn <laughs> ăn ở nhà nhiều hơn nhưng mà tội cho những người mà đi uh, thuê nhà mướn nhà mà người ta không cho nấu ăn ở nhà đó ừ. thì uh, không có cách nào khác hết vẫn phải là đi ăn tiệm thôi <laughs> thưa quý vị uh, không có gì thay đổi thì vào ngày 3 tháng 11 sắp tới đây chúng ta lại phải chuẩn bị chỉnh đồng hồ oh. tăng thêm một tiếng rồi. Thay vì à, bình thường là 6 giờ sáng thì mình sẽ chuẩn bị chuẩn bị chuyển Thành qua 7 giờ là sáng. 7 giờ sáng. À, cứ nói đi nói lại cái chuyện Ô, này không thôi. Và phải cứ Không, không mình kéo không? ngược lại, mình kéo ngược à, lại. Ngày 3 tháng 11 có thể không phải là lần cuối bạn phải điều chỉnh đồng hồ của mình thêm 1 giờ. Thêm 1 giờ. Thêm 1 giờ, giờ là kéo ngược lại, tức là thay đúng. vì 2 giờ sáng thì lúc đó mới có 1 giờ sáng thôi. Thêm 1 giờ. À mình được thêm giờ extra đó. Ok, đúng không thêm 1 giờ cái điểm thêm với bớt à ok <cười> 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 cái cái mắc cái, 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 uh, rất là là lúng túng là thêm loạn. thêm với bớt đó đó chính là lý do tại sao mà người ta cứ muốn là tại sao không có một cái giờ vĩnh viễn à, nhưng mà cái giờ vĩnh viễn sẽ là giờ nào cũng là gây tranh cãi giờ vĩnh viễn là cái giờ hiện tại bây giờ bây giờ đang là à. À, 8 giờ sẽ là giờ vĩnh viễn Hay là cái giờ vĩnh viễn là cái giờ sắp tới đây nè Là vào ngày 3 tháng 11 sắp tới Là giờ đó sẽ là chỉ mới có 7 giờ à, Giờ nào rồi. sẽ là giờ vĩnh viễn à, à, Họ cứ nói rằng là Cứ 2 à, à, năm một lần Thì các nhà lập pháp của liên bang của tiểu bang lại tranh cãi về vấn đề này Nhiều tiểu bang lắm họ cứ tranh cãi Nhưng mà chọn ra cái ngày nào Cũng có tiểu bang á À, rất là nhiều tiểu bang để bàn luận là nên áp dụng cái giờ nào à, người thì muốn là phải thay đổi muốn giữ cái giờ vĩnh viễn luôn nhưng mà là cái giờ hiện tại đây nhưng mà cũng có nhiều tiểu bang đó thì nói là tôi cũng muốn cái giờ vĩnh viễn nhưng mà cái giờ sắp tới cái giờ mà ừ. mà sắp đổi tới đây à, cái giờ mà đổi giờ rồi có tiểu bang đó, thì nói rằng là ờ, tôi cũng muốn thay đổi nhưng mà tôi theo cái tiểu bang kia có nghĩa ừ. là tiểu bang kia đổi thì tôi đổi có nghĩa là mỗi một nơi họ đều có những cái lý do mà tiểu bang này thì theo tiểu bang khác mà khi mà đọc ở trong cái cái tin tức để thấy rằng là à, tiểu bang này kêu gọi nhưng mà tôi phải theo tiểu bang kia rồi tiểu bang này muốn thay đổi nhưng mà phải theo cái giờ này thì mình thấy rất là rối nhưng mà tiểu bang California thì sao cũng ở trong những cái trường hợp là phải thế này phải thế khác. Xin vậy quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần cuối của chương trình Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. Thưa quý vị, một người phụ nữ ở thành phố Venice Canals ở Los Angeles đã đệ đơn kiện thành phố Los Angeles đòi bồi thường số tiền là 5 triệu đô la. À, vì cho rằng là thành phố đã lơ là trong cái việc đã không có những cái uh, um, cảnh sát giám sát thành phố một cách chặt chẽ khiến cho bà bị người ta tấn công. À, người phụ nữ này tên là Mary Can. Bà nói rằng là vào hồi ngày 6 tháng 4 vừa rồi đó, khi mà bà đang đi bộ dọc theo cái cái kênh ở trong cái khu vực uh, gần ở nhà bà, bà đi bộ thì bà đã bị một cái người uh, đàn ông tấn công từ phía sau. Tấn công xong rồi đánh bà vào đầu bằng một cái vật gì đó vật cùn gì đó khiến cho bà bất tỉnh rồi xong sau đó đã um, cưỡng hiếp bà. Rồi khoảng một tiếng sau thì cũng cái người đàn ông đó đã tấn công một người phụ nữ khác cũng đi bộ uh, trên một cái con đường ở gần đó và cái người phụ nữ kia thì đã bị tử vong vào ngày 20 tháng 5. Thì ghi theo cái tờ Los Angeles Times đó thì cái người đàn ông mà tấn công bà uh, bà Ken này cùng với lại cái người phụ nữ đã qua đời hồi tháng 5 sau đó đã bị bắt tên là Anthony Francisco Jones, người đó đã bị bắt vào ngày 11 tháng 4. Đó, thì khi mà bị bắt thì lại không phải là bị bắt ở Los Angeles mà bị bắt ở San Diego. Thì hiện bây giờ đã bị bắt rồi thì bà kiện bà nói rằng là cảnh sát đã lơ là trong cái việc bà bảo vệ những cái con đường xung quanh này. Rồi không có làm những cái mà Ờ, mặc dù người dân đã kêu gọi nhiều lần vân vân thì bây giờ chưa biết á, rằng là cái việc mà cái đơn kiện của bà sẽ được xét xử ra làm sao mặc dù là cái tên mà nghi phạm mà tấn công bà thì đã bị kết án tù chung thân không có được ân xá từ hồi tháng 9, nhưng mà cái chuyện mà bà kiện thành phố thì bà vẫn cứ kiện người ta đang chờ xem rằng là cái cái kiện của bà để bồi thường ra làm sao rồi cái vụ kiện này nó có mở màn cho nhiều cái vụ kiện khác liên quan đến chuyện mà thành phố nhiều cái thành phố trong thời gian qua cảnh sát đã bị uh, bị giảm bớt rất là nhiều trong thời gian qua thì cái chuyện mà người dân bị tấn công như vậy đó nó có mở màn cho cái việc là người dân sẽ kiện 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 tiếp tục nữa hay là không. Trong khi đó thì có một cái bản tin nó cũng lạ lắm thôi quý vị. Uh quý vị biết rằng là ông Charles M. Schulz là cái người đã vẽ ra những phim hoạt họa những bức tranh uh, phim hoạt họa The Peanuts trong đó trong The Peanuts đó thì có một con chó nó có tên là Snoopy đó, đây là cái phim hoạt họa mà hồi nhỏ thì mình vẫn coi phim này thấy nó vui này kia đó đây là cái phim hoạt họa uh, Peanuts này con chó này con chó Snoopy rồi mới đây một quản trị viên của một nhóm ở trên mạng cái, cái, tại vì nếu mà cái vị vào trong uh, X nè, cái vị vào trong uh, những cái nhóm như là Telegram hay là những cái những cái app đó đó, những cái những cái mạng xã hội đó thường thường là trong đó họ lập ra nhiều cái nhóm. Như gọi là trên Facebook đi thì họ cũng có nhóm A, nhóm B, nhóm C rồi mình dễ liên lạc với nhau qua cái hình thức những cái nhóm đó hơn. Thì mới đây một quản trị viên của một cái nhóm uh, có tên là Snoopy ở trên mạng quản trị viên này vẽ hình con chó Snoopy này đó ủng hộ cho cậu tổng thống Donald Trump đây vẽ cái hình như thế này rồi bà đăng lên bà nói rằng là à, chúng tôi là những người ủng hộ cho cậu tổng thống Donald Trump thì thưa với quý vị cái hình vừa đưa lên thôi là có 19.000 lượt like tuy nhiên cũng có rất nhiều những cái lượt người ta vào bình luận người ta nói không tôi cũng là trong nhóm này nhưng mà tôi không ơi ông trong tôi là bên, bên, bên phía bà Kamala. thế thì tại sao một người đại diện quản trị viên của nhóm thì lại đi ủng hộ một ứng cử viên trong khi đó là đại diện cho nhóm của chúng tôi chúng tôi là không có ông nó nói chôm đi hết đó thế thì sau một tiếng đồng hồ thì cái người quản trị viên của cái nhóm đó bắt buộc phải gỡ cái hình đó xuống và không muốn gây rối loạn lên trong cái nhóm của mình nữa Thí dụ như là tôi là cái nhóm quản trị viên đi Là của cái nhóm người Việt ở Bonsa Thí dụ vậy đi Và bây giờ tôi đăng một cái hình gì đó lên Thì dĩ nhiên là sẽ có người chống Sẽ có người người ta không thích Thì nó gây gây náo loạn lên là trong nhóm Rồi bắt đầu rồi chia rẽ ra thì Thí dụ như vậy đó Thì cái chuyện đó là cái chuyện mà Ý kiến của mình thì không nên mang vào trong nhóm dựa trong gia đình đi nữa từ, từ từ hồi mà bầu cử của năm 2000 2014 ha 2000 mấy 2000, 2000 vừa rồi mà ông Trump thua ông Biden đó 20 2020. 2020 thì tôi với cái vị trong gia đình nhiều khi cũng chia rẽ với nhau nhiều khi ngồi ăn uống không ai dám nói tới chuyện chính trị hay là tôn giáo tại vì nó rất là nhạy cảm mà đây là một quản trị viên của một nhóm rất là đông thành viên trong đó nha 120.000 thành viên mà tự động vẽ hình nước bi đót bắt tay ủng hộ cho tổng thống donald trump thế thì người trong đó thấy thì có có người người ta ghét ngay sau một tiếng đồng hồ thì cái hình này đã bị xóa đi ra khỏi cái trang của cái nhóm đó à, không thấy có lời xin lỗi gì hết nhưng mà biến mất luôn sau 19.000 người đã vào like và hàng trăm bình luận tỏ ý là không bằng lòng với cái cái người mà quản trị cho cái nhóm này <laughs> <laughs> à, cuối cùng là một cái tin cũng liên quan đến uh, tin của Việt Nam. Lần đầu tiên thì uh, Việt Nam đăng cai tổ chức một cái cuộc thi hoa hậu mang tính quốc tế uh, có khoảng gần 50 quốc gia, người đẹp của 50 quốc gia đến để tham dự cái cuộc thi này, cuộc thi mang tên là Miss Cosmo 2024. Cuộc thi này là đã bắt đầu từ hồi tháng uh, từ hồi tháng 7 tháng 8 là những người đẹp này đã từ khắp nơi đã đổ về Việt Nam rồi. Họ tập dợt rồi kéo dài kéo dài à, từ bắt đầu Hà Nội rồi qua đến Đà Nẵng rồi Đà Lạt vân vân. À, chung kết vừa rồi đáng lý ra là tổ chức ở Sài Gòn ở ngay chỗ mà nhà thi đấu ở Phú Thọ ở quận 11 đó ừ, ừ, ừ. nhưng mà nhà thi đấu đó lúc đầu nói là tổ chức rất là quy mô nhưng mà ngay trước cái lúc mà chung kết vào ngày đúng đi ra là ngày 5 tháng 10 thì đến ngày 29 tháng 9 thì cái sân khấu đã bị sập oh. có người bị thương thành ra là không tổ chức ở đó được à, vào ngày chung kết 5 tháng 10 vừa rồi thì cái người đẹp ở Indonesia đã trở thành à, hoa hậu đăng cai à, đăng quang hoa hậu Tuy nhiên lần đầu tiên việt nam đăng cai cái à, cuộc thi này nhưng mà cái điều quan trọng để lại đó là có quá nhiều những cái tai tiếng đã xảy ra liên quan đến cái cuộc thi này à, ngoài cái chuyện là liên tục phải dời những cái địa điểm bởi vì thời tiết nói là từ ở hà nội qua đến những tỉnh thành khác cứ là phải tập dợt à, thời, do thời tiết mưa bão cho nên là liên tục có những cái sự việc không như ý xảy ra rồi thêm nữa trong quá trình mà thi thì có những cái đến giờ phút cuối có những thí sinh đột nhiên tự nhiên rút lui vào giờ phút cuối là bởi vì tố cáo là có thí sinh khác ăn cắp cái những cái dự án của mình oh. đi thi hoa hậu quốc tế mà có thí sinh là tố cáo thí sinh khác ăn cắp cái dự án của mình cho nên là lẳng lặng rút lui rồi cái lên đỉnh điểm á là vào ngay cái đêm chung kết thì có một cái thí sinh mà người ta đã từng hy vọng rằng cô sẽ là một trong những cái ứng viên sáng giá nhất cho cái, cái 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 danh hiệu hoa hậu đó là ứng viên của Philippines. Cô này. Nhưng mà không biết sao đến lúc mà đọc tên vào cái top gọi là top 5 đó năm người thì cái người thứ năm lại là cái người đẹp Việt Nam. Ừ. Không có cái cô Philippines này thì lúc đó người ta nói là nhiều cái tiếng la lên phản đối và tất cả những ủng hộ viên của Philippines bỏ đi về hết. Ừ. Họ nói rằng là có phải là vì Việt Nam là nước chủ nhà, cho nên á là cái thí sinh của Việt Nam đã được vào trong cái top 5 người cuối cùng để có cái cơ hội có thể là đăng quang. Còn trong khi á cái cô Philippines này là người đã có nhiều những cái có nghĩa là có nhiều cái cái cơ hội để trở thành người đẹp mà người ta đã À, chấm ngay từ đầu là cô này đã được nhiều cái tiếng tốt vân 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 Thì lại bị loại ở ngay cái top 5 Cũng là điều để mà người ta công kích rất là nhiều ở trên cái website đó à, Thì đó là những cái điều mà Việt Nam lần đầu tiên tổ chức cái cuộc thi này Nhưng mà nó quá là người họ gọi là lộn xộn Rồi ngay cả cái phần mà à, cái gì à, thông dịch tiếng Anh cũng là lộn xộn Cho nên à, rất là tiếc khi mà Việt Nam làm cái việc này lần đầu tiên nhưng mà để lại những cái điều tiếng không tốt như vậy mình cũng lấy tiếc cho Việt Nam. À cảm ơn Nguyễn Trường đã đến với chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Trước khi chia tay cùng với quý vị đó thì có một bản tin cho biết rằng là Việt Nam có hơn 130 cuộc thi hoa hậu đủ thứ thi hoa hậu hết. Nếu có con gái cho đi thi hoa hậu thế nào cũng lọt 130 cái thi hoa hậu như vậy. Cảm ơn quý vị theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Thảo yên. Hoàng Trung Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả từ cà phê sáng sang thời sự thế giới của ngày thứ ba hôm nay rất nhiều các bản tin cập nhật bao gồm cơn bão Milton kính mời quý vị cùng theo dõi. Thế nhưng đầu tiên dự báo thời tiết tại quận Cam Yên. thưa quý vị và thưa anh ở quận cam á, thì buổi sáng nay à, trời sương mù rất là nhiều ngày mai buổi sáng cũng có sương mù nữa cho nên là hôm nay à, thứ tư thứ năm ba ngày liên tục nhiệt độ buổi trưa lên cao nhất à, khoảng đâu à, 79 80 độ thôi thưa quý vị tối thì rớt xuống à, bắt đầu còn khoảng 59 60 thôi nhưng mà đến à, thứ sáu thứ bảy đó à, thì thấy nhiệt độ có tăng nhẹ nhẹ khoảng đâu lên 82 83 nhưng mà rồi sau cái ngày thứ bảy đó từ chủ nhật trở đi qua tuần sau là coi như là trời nó xe lạnh rồi nhiệt độ xuống còn ở mức 70 mấy thôi thật vị và đây là những gì mà CNN đưa ra hình ảnh à, cho thấy cơn bão Milton đang tiến về bờ biển phía tây của Florida và đến sáng ngày hôm nay họ nói bão khi mà ập vào đất liền đó sẽ là cấp 3 tức là đang ngày hôm qua đến bây giờ phút này đó chúng tôi gửi đến quý vị tin tức là đã 24 giờ nhưng mà hình thành từ hôm chủ nhật và lúc mà chủ nhật báo cáo đó thì tâm bão cách bờ biển phía tây của Florida khoảng 700 dặm thì cứ một tiếng đồng hồ nó di chuyển 10 dặm 24 giờ vừa qua và trước đó nữa Và tính đến chiều tối thứ tư Thì sẽ ập vào bờ biển miền Tây Florida à, Họ nói à, mặc dù giảm à, cường độ Nhưng mà bởi vì ngày hôm qua Chúng tôi gửi đến quý vị bản tin Breaking News bão có lúc nó lên à, từ 4 thành 5 Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ Và điều đó có nghĩa là họ đo đạt cái nhiệt độ của nước biển của vùng vịnh và đo liên tục thì họ thấy chưa có chiều hướng nhiệt độ này giảm bởi vì nhiệt độ nước biển giảm á, thì hoặc là đứng yên vào khoảng 80 độ vân vân thì may ra đó nó không có đổ nhiệt vào như châm dầu vào lửa để khiến cho cơn bão nó lớn hơn nó nhỏ đi hoặc là nó duy trì với cái diện tích mà quý vị nhìn thấy đó nó bao trùm nguyên cả tiểu bang Florida luôn cho nên họ nói cả tiểu bang mặc dù tâm bão là nằm ở miền Tây mà khi đi qua đó nó qua Tampa rồi hướng về Orlando Orlando là phía Bắc còn Miami nằm ở phía Nam thì Orlando là Disney thì toàn bộ cái khu vực ở giữa đó là bị ảnh hưởng nặng nề nhất Họ nói không những ở bờ biển mà cả ở đất liền nữa Bởi vì khi mà bão đi qua như chúng ta thấy Ở South Carolina hoặc là North Carolina rồi tiểu bang Georgia Khi mà trước đó cơn bão Helene đi vào Thì nó đâu có nằm trong bờ biển đâu Nhưng mà bão đã mang được một cái lượng mưa khổng lồ đến Cộng với sức gió nữa Và Helene là Tropical Storm, bão nhiệt đới còn Milton là Hurricane là cuồng phong tức là cái sức gió khi nó ập vào thì à, thị trưởng của Tampa rồi cũng thống đốc để uh, ngày hôm nay họ nói những ai mà quyết định ở lại đó thì chết chịu họ dùng cái chữ như vậy đó quý vị sẽ chết nếu quý vị ở lại và đó là lý do mà từ uh, hôm thứ hai hôm qua và ngày hôm nay đó cái số lượng người di chuyển uh, bên phía Florida nghĩa là họ hủy hết tất cả những cái chi phí công, Thí dụ như lên xa lộ có những con đường xa lộ phải trả tiền, rồi ông DeSantis tuyên bố đó là hàng triệu triệu ga lông xăng dầu đang được chuyển tới, rồi ông tổng thống Joe Biden ngày hôm nay đó lẽ ra là đi châu Âu sang Đức ông hủy bỏ chuyến công du ở lại để làm việc với chính quyền địa phương cũng như là à, Florida để theo dõi trận bão. À, hơn 100 năm qua, thưa quý vị, từ năm 1921 đến giờ, chưa khi nào mà Tampa, trung tâm, vừa tài tránh thể thao rất nhiều thứ của Florida, tương tự như phía à, đông mình có Miami, Orlando, thì phía tây có Tampa thành phố lớn và từ bờ biển cho đến đất à, liền thì toàn bộ các khu vực này à, họ nói là Tampa nhưng mà những cái thành phố khác từ nam phía bắc của Tampa đó đều bị ảnh hưởng bởi vì quý vị nhìn thấy cái bề rộng của cái bão này họ nói khủng khiếp cho nên à, mưa lớn rồi à, sóng cộng với thủy triều thủy triều tăng lên, sóng tăng lên, nó tăng gấp đôi bởi vì thủy triều lên vài thước cộng thêm mưa và sóng nó kéo vào lần nữa, nó ập vào có thể kéo dài tới vài dặm luôn. Thì quý vị tưởng tượng đó từ bờ biển của mình nói mình so sánh dụ Huntington Beach đó, thì nó đẩy vào nhiều dặm vào bên trong. Nếu như mà bão này nó ập vào với cái sức gió lớn, họ nói chỉ cần cấp 3 thôi nhưng mà với mưa lớn như thế đều bị ảnh hưởng nặng. À, trong phần tin tức nổi bật chiều nay chúng tôi sẽ đưa ra thêm nhiều uh, chi tiết cũng như cập nhật uh, những tin tức mới nhất liên quan đến bão Milton. Bây giờ thì thực sự á, với người dân Tampa và những người dân uh, như chúng ta đã thử chúng ta đã biết cách đây hai tuần cơn bão Helene đi vào đó, họ đã dọn nhà rồi, họ đã di tản rồi, thì hôm nay Nghĩa là về tới nhà dọn dẹp chưa xong nữa Bây giờ lại được lệnh di tản nữa Bởi vì cơn bão Helene khi vào Nó ập vào cũng phía bờ biển Phía Tây Bắc của Florida Cũng bị ảnh hưởng luôn Cho nên bây giờ mọi người cầu nguyện chỉ hy vọng Hy vọng thế thôi Nhưng mà dự báo thời tiết của trung tâm bão quốc gia Ngày hôm nay cho biết đó, là Theo cái chiều hướng này Cơn bão Milton đi vào Florida Tương tự như những gì họ đã tiền đoán chính xác vô cùng thưa quý vị. Tình hình tài chính ngày hôm nay đỡ rất nhiều bởi vì giá dầu đi xuống. Ngày hôm qua giá dầu tăng lên bởi vì lo sợ cái sự xung đột ở vùng Trung Đông. À, dầu tăng rất mạnh trong thời gian qua và có nguy cơ nó vượt quá 80 đô la. Nhưng hôm nay dầu giảm mạnh bởi vì nguy cơ vùng Trung Đông gia tăng mạnh đó đã, đã, đã giảm thiểu. Cộng thêm là thâm hụt mậu dịch của nước Mỹ trong thời gian qua đã giảm chút đỉnh vài tỷ mỹ kim, mà đó cũng là điều cho thấy rằng hàng hóa made in USA xuất cảng đã được mua khá nhiều, kể cả dịch vụ, thưa quý vị, dịch vụ của Hoa Kỳ cung cấp. À, Dow Jones lên 47 điểm, Nasdaq lên 210 điểm, S&P 500 lên 42 điểm, Nasdaq có thể lên mạnh bởi vì ngày hôm nay đã giải vật lý của Nobel trao cho ai ai thì cả năm qua chúng ta đều nghe thấy cái hiện tượng mới nhất hiện nay càng ngày nó càng mạnh à, những ai mua nhà hoặc là tái tài trợ thì hơi buồn bởi vì phân lời tăng cho quý vị phần trăm 4,02 mà trước đó là 3,6 3,5 thôi nhưng mà không ngờ nó tăng mạnh như thế giàu xuống gần 4 la 73 đồng 33 sen điều này họ à, giới đầu tư cũng không lo ngại với cái cơn bão đã gây ảnh hưởng họ chỉ nói rằng trong thời gian ngắn hạn thôi nhưng mà ông thống đốc thì nói rằng là dầu nghĩa là xăng dầu đã được cung cấp đầy đủ cho để chống lại cơn bão Milton à, vàng thì xuống đập 37 đồng 20 sen 2.628 đồng 80 sen ngày hôm nay và thưa quý vị, giải uh, Nobel uh, vật lý uh, sáng ngày hôm nay đã được trao cho hai uh, giáo sư, một người là giáo sư uh, Mỹ, một người là giáo sư uh, người Anh thưa quý vị. Hình bên trái đó là ông John mươi 91 tuổi, giáo sư của Đại học Princeton. À, ở, và Đại học New Jersey Còn à, bên tay phải là ông Geoffrey Hinton 77 tuổi, giáo sư người à, Anh quốc Trước đây ông giảng dạy ở Đại học Toronto, Canada Nhưng mà có khoảng thời gian gần 20 năm ông làm việc cho Google Thì giải Nobel vật lý được chia đều cho hai ông là bởi vì à, ông bên trái thưa quý vị Hotfield là giống như người đã nghiên cứu và hình thành tạo ra cái cái nền tảng cho uh, AI sau này. Còn uh, ông Hinton chính là người đã phát triển và sau đó là hoàn thiện uh, cái công uh, công nghệ trí thông minh nhân tạo. Thì uh, thưa quý vị lúc ban đầu đó cái công trình của ông Hopfield được bắt đầu vào năm 1982 là ông được truyền cảm hứng từ cái cấu trúc của não neural network thưa quý vị và à, bởi vì lúc đó đó ông ông tìm hiểu ông thấy là các tế bào thần kinh của não thì nó được tạo thành và nó thể hiện bằng các à, cái nút thắt này đây thưa quý vị và mỗi một cái nút thì nó có một cái giá trị khác nhau và những cái nút này nó tác động lẫn nhau nữa thông qua những cái liên kết À, được xem là những cái khớp thần kinh và có thể được điều chỉnh mạnh lên hoặc là yếu đi nhưng mà cái sự liên kết nó như thế nào thì bởi vì ông phải sử dụng vật lý để mà tìm hiểu ra những cái giá trị liên kết đó chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin tức này ngay lập tức thưa quý vị lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến tin tức về giải nobel vật lý à, cái giải nobel này đó được trao cho một người được xem là người đã à, nghiên cứu và hình thành lên cái nền tảng ban đầu để sau này à, ông tiến sĩ thứ nhì đó đã phát triển và hoàn thiện từ cái nền tảng ban đầu này mà tạo ra cái công nghệ ai sau à, ngày nay thưa quý vị thì à, à, lúc ban đầu đó ông tiến sĩ Hopfield chính là người mà bắt đầu năm 1982 ông được truyền cảm hứng từ cái cấu trúc của não người thưa quý vị à, đó là những cái tế bào thần kinh não thì có những cái nút thắt có những cái giá trị khác nhau và ông phải dùng vật lý để tìm hiểu xem là những cái nút thắt này đó nó liên kết như thế nào và nó à, làm việc bằng cách nào thông qua cái mạng thần kinh này và ông dựa vào cái neural network này đó ông đã tạo ra một cái à, ông tự đặt tên nó gọi là hopfield network thưa quý vị à, có khả năng mô phỏng lại một số những cái chức năng nhất định của não người và cái network cái hotfield network của ông đó, thì nó hoạt động nó nhớ lại cái ký ức Bằng cái cách là sử dụng những cái thông tin mà ông bỏ vào Giống như trend cho cái hệ thống này đó tôi quý vị Thì đây là cái hình ảnh giống như họ vẽ lại để mà hiểu được cái cách Cái Hotfield Network này nó hoạt động như thế nào Một cách dễ hiểu nhất đó là à, ông à, lúc ban đầu đó cứ liên tục đưa vào những cái dữ liệu thông tin Là những cái hình ở bên số 1 và số 2 Và sau đó đó khi mà những cái nút thắt này nó hoạt động thì cuối cùng ông đưa vào một cái tấm hình nó rất là nhòe không có rõ ràng gì hết và thì đương nhiên bằng những những cái công thức vật lý của mình cái network này của ông đó nó đã tính toán như thế nào đó và nó tìm được những cái thông tin đã lưu trữ ở bên trong và nó đưa ra cái thông tin mà nó tương đồng nhất với cái tấm hình mà rất là nhòe không rõ ràng này là cái tấm hình cuối cùng này đây thưa quý vị thì đó là cái cách mà cái hotfield network nó làm việc thì dựa vào cái hotfield network này đó của ông um, Um, Hot View thì ông đây là ông Hinh Tình đây thưa quý vị người ở bên phải ông hoàn toàn dựa vào cái Hot View Network và sau đó ông đã hoàn thiện lại cũng như là huấn luyện uh, cái network sau này của ông mà uh, sau này nó nó gọi là cái uh, um, À, trí thông minh nhân tạo ai đó là cũng bằng cái cách là à, lúc ban đầu à, train cho những cái network này bằng cách là nạp càng nhiều thông tin vào càng tốt và sau đó thì cái network này bắt đầu nó à, lưu trữ và nó đưa ra những cái hình ảnh tương đồng nhất với cái thông tin ban đầu mà cái người chủ muốn đưa ra thì ông hình tình này thưa quý vị đã à, được xem là một trong họ gọi ông là godfather của AI đó à, à. và văn cha đẻ của công nghệ AI bởi vì dựa vào cái nghiên cứu của mình thì ông cũng có khoảng thời gian gần 20 năm làm việc cho Google để mà phát triển và hoàn thiện cái cái công nghệ AI nhưng mà mới vào năm trước thôi thưa quý vị có một điều khá trớ trêu là ông Hinton đã chính thức nghỉ việc ở Google để mà ông nói là ông có thể freely uh, nói chuyện về cái những cái um, cái nguy cơ đến từ AI ông nói là bởi vì chỉ trong vòng có khoảng 2 3 năm nay thôi ông nói là con người đó đang bắt đầu huấn luyện công nghệ AI một cách quá aggressive mà ông đã sợ là nó sẽ mang đến những cái nguy cơ mà chúng ta không thể nào lường trước được. Và điều đó cho thấy tiền không phải là tất cả vòng mà bởi vì tuổi của ông không có cần phải làm để kiếm tiền nữa cả cuộc đời nghiên cứu và vì thế Google có trả bao nhiêu tiền bạc triệu ông cũng từ chối và vì thế cái việc mà ông nghỉ làm việc cho Google cũng vì ông lo sợ. Nếu vì xảy ra một cái biến cố trong tương lai thì ông sẽ là người chịu trách nhiệm. Và mặc dầu chúng ta thấy bom nguyên tử, <laughs> nghiên cứu hạt nhân rồi các loại mìn cũng nhận được bằng sáng chế và giải Nobel nhưng mà những người phát minh ra chúng về sau này chính họ là những người lên án công trình nghiên cứu của họ bởi vì họ lên án như thế này những tôi thì nghiên cứu nhưng mà cái mục đích nghiên cứu của chúng tôi đó là phục vụ cái việc tốt đẹp cho con người còn các anh thí dụ như là các đại công ty mà chỉ nghĩ đến lợi nhuận không thôi đó thì phục vụ cho cái lợi ích quyền lợi và vì thế những nhân vật này thưa quý vị các nhà khoa học họ đã đến cái tầm cỡ đó rồi thì họ quan tâm tới nhân loại nhiều hơn và đó cũng là lý do mà có rất nhiều người ngay cả elon musk ngay từ đầu cũng lo sợ chính elon musk là người cũng nằm trong số các nhà nghiên cứu và cung cấp tiền của để phát triển cũng lên án cái kỹ thuật này nếu như vượt khỏi tầm tay của con người và để cho những kẻ phá hoại phá hoại ở đây đó, lợi dụng các kỹ thuật này để gây hại cho con người à, cuộc nghiên cứu này à, họ cũng gọi là computer learning machine learning thưa quý vị à, khi mà cái não bộ của con người chúng ta học thì chúng ta học cái sai cái đúng à, thưa bố mẹ nói à con làm như thế là không đúng con làm thế này mới là đúng thì con nít nó học, à, nó biết thí dụ như là ngử, cầm một cái vật gì đó bỏ vào miệng thì thấy rằng ô cái vật đó nó ngon, nó ngọt, ăn được. Thì cái, cái máy cũng thế, cung cấp cho cái máy những cái dữ liệu trong đó, dữ liệu đúng, dữ liệu sai. Rồi máy nó từ từ nó phân biệt. Khi mà nó nhìn một loạt tất cả các thông tin, nó sẽ chọn những cái thông tin nào đúng. Ngay cả ông Hinton ngày hôm nay khi được hỏi đó, ông có sử dụng à, chat gpt mà ngay ông là người đã phát minh ra để nghiên cứu thêm nữa hay không thì ông trả lời một cái điều rất là um, um, buồn cười ông nói yes mặc dù là bác học như thế nhưng mà có nhiều cái câu hỏi ông phải vào trong máy và đặt câu hỏi Ông nói lúc trước thì nó có nhiều cái nghi vấn lắm Nhưng mà bây giờ đó Cái kỹ thuật càng ngày càng tân tiến Cho nên chính ông cũng là người sử dụng Cái nghiên cứu của chính mình Trong phần tin tức nổi bật chúng tôi sẽ đề cập thêm Về các cuộc nghiên cứu Đặc biệt về AI Và sự phát triển cũng như cái mối hiểm họa của chúng Và nói về AI Thì ngày hôm nay Google có một hệ thống Một cái công trình gọi là DeepMind Kinh khủng luôn cho nên chúng ta thấy đó khi mà cái công nghệ ai phát triển hoa kỳ đứng số 1 thế giới khởi đầu từ nước mỹ khởi đầu từ Hinton. tân tân là người đoạt giải nobel rồi ông à, kế tiếp là người mà chia sẻ phân nửa cái giải nobel đó cũng là nghiên cứu kỹ thuật một bên thì đưa ra những cái sáng kiến cái phát minh rồi cả hai cùng làm việc trên các máy điện toán dựa trên các nghiên cứu về vật lý để tạo ra cái máy mà hiện nay Google, Meta, Meta là công ty mẹ của Facebook, Microsoft, rồi SpaceX của Elon Musk rất nhiều các công ty mà đặc biệt là tại Mỹ họ bỏ ra, thí dụ như Microsoft bỏ ra sơ sơ thôi 10 tỷ Mỹ kim để mà nghiên cứu và họ sẽ tiếp tục đầu tư hàng năm bao nhiêu tỷ Mỹ kim nữa để hoàn thiện. Thì Google có DeepMind, DeepMind có uh, một cái công nghệ gọi là Gemini, thưa quý vị và công nghệ này hiện nay trên đây đó và nó hiện nay đó các cuộc nghiên cứu này nhằm mục tiêu là phục vụ cho con người. trong đó kể cả công ty dược phẩm Bayer sản xuất chúng ta thấy aspirin rất nhiều cái thứ mà chúng ta sử dụng hàng ngày đó à, họ nói bây giờ phần lớn các công ty sử dụng AI để điền vào những cái hồ sơ mà Google tuyên bố hồ sơ pháp lý của họ đó nó quá nhiều luôn mà dựa vào con người đôi khi nó lầm lỗi thì Google DeepMind cho biết đó hơn 50% hồ sơ pháp lý pháp lý bởi vì bất cứ một cái gì họ nghiên cứu ra đó là một tập hồ sơ để bảo đảm cái nghiên cứu đó không bị lấy cấp hoặc là không vi phạm về các quy định các điều luật và google đi tới đâu là phải thích ứng với luật pháp của các quốc gia đó thì rất thức tạp khủng khiếp như thế hàng trăm quốc gia mà google đầu tư google ngày hôm nay nói cái số lượng người mà làm cái công việc đó nó dễ bị sai xuất sơ xuất và vì thế các sai số này sử dụng deep my ai à, công ty bayer các công ty dược phẩm cũng cho biết bằng nghiên cứu và tiến trình nghiên cứu dược phẩm tất cả các giấy tờ đó con người làm không xuể một ngày không biết bao nhiêu hồ sơ phải làm bây giờ họ dựa vào ai hết à, cho nên công việc thì không phải thuê muốn thêm không có nghĩa là không phải có thư ký phải có các luật sư để lo những cái hồ sơ đó nhưng mà nhờ kỹ thuật ai này chúng tôi uh, tiếp tục gửi đến quý vị các bản tin đáng chú ý và đặc biệt một lần nữa tiều nay trong phần tin tức đòi bật uh, ai sẽ được đề cập thêm nữa quý vị và thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay thì mạng xã hội tiktok Chính thức bị 14 tiểu bang Kiện thưa quý vị à, Với cái lý do đó là Họ nói là cái nền tảng này đó Cố tình và tự xếp à, Cài đặt ở trên cái mạng xã hội của họ Những cái features Mà thứ nhất nó gây tổn hại Về tinh thần Cũng như là một vài trường hợp Trẻ nhỏ đó bị tổn hại về thể xác nữa Và có một số những trường hợp hiếm hoi Là bị chết bởi vì xem Quá nhiều những cái video Ở trên uh, Tiktok Và đặc biệt Tiktok đó họ à, cố tình gây hiểu lầm về cái mức độ an toàn đặc biệt cho người dùng là con nít dưới 16 tuổi thưa quý vị. thì à, trong số 14 tiểu bang đó có cả California và New York. thì à, bây giờ đó trong cái đơn kiện mới nộp vào sáng ngày hôm nay, à, bộ tư pháp của 14 tiểu bang cho biết là thứ nhất TikTok họ dựa vào và họ cố tình cài đặt vào cái platform này những cái tính năng gây nghiện à, càng xem thì giống như là nó hiểu được cái 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 sự mà quan tâm những cái những cái video mà người này thích giống như nó nó thuộc về cái category nào có những người họ chỉ thích xem những cái video cười thế là nó chỉ đưa liên tục những cái đó nó khiến cho người ta không có dứt ra được và thứ hai nữa đó là một khi mà xài đó thì um, quý vị cũng nhớ là cái 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 những cái mạng xã hội nó có cái uh, tính năng là nó nó báo notification đó thì tiktok nó cũng như vậy nhưng mà không turn off được thưa quý vị đó là mỗi khi ví dụ tôi thích xem những cái video cười thưa quý vị và thế là mỗi khi mà có những cái video mới liên quan đến cái hài đó mà được người ta post lên là nó cứ báo liên tục thì ừ. với người lớn thì có thể họ mặc kệ nhưng mà con nít nó báo bất kể ngày đêm, nhiều khi 12 giờ khuya đang ngủ mà nó cứ kêu tưng 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 thì mấy đứa nhỏ nó sẽ bật dậy nó mở lên nó xem. Thì là nó ảnh hưởng đến sức khỏe của con nít thưa quý vị. Và đặc biệt TikTok họ tự có một cái feature là auto play nghĩa là một khi quý vị đang xem đó video này vừa mới hết một cái nó nhảy lên một cái kế tiếp và không có cái option để mà turn off cái cái auto play đâu quý vị là họ muốn níu chân người dùng lâu càng lâu nhất có thể cho nên là những đứa con nít nó không dứt ra được nó ngồi nó coi là suốt nhiều tiếng đồng hồ luôn là tại vậy như vậy và đặc biệt quý vị cũng thấy là cứ lâu lâu chúng ta nghe có những con thanh thiếu niên 14, 15, 13 tuổi vì xem những cái mà challenge những cái mà um, uh, thách thức gì ở trên uh, TikTok đó rồi bị chết và bây giờ mới nhất thưa quý vị lại họ trên TikTok nó lại có một cái trend mới nữa. Ở à đây uh, xuất xứ thì hình như không phải là ở Mỹ nhưng mà có một cái người dùng nào đó họ quay cái cảnh họ nó gọi là Subway Surfing thưa quý vị và đây là cái video original đầu tiên đây là một cậu con trai leo trên nóc một cái chiếc xấp quầy đang chạy thưa quý vị và sau đó thế là nó viral mấy triệu người xem và mới năm ngoái tháng 8 năm ngoái và tháng 12 năm ngoái, hai đứa nhỏ 15 tuổi thưa quý vị ở New York hết, vì xem cái video, cái trending này Subway Surfing mà nó nghỉ học, nó lén ra ngoài leo lên một chiếc subway và hai đứa nhỏ ở New York này đều bị chết thưa quý vị khi mà nó chạy một cái té xuống thì bây giờ vì những cái chuyện như thế này mà các công tố viên của 14 tiểu bang họ nói là TikTok nó quá nguy hiểm cho người dùng đặc biệt là những đứa con nít mà dưới 16 thôi yeah. và ảnh hưởng quá lớn cái khổ ở đây đó là nổi tiếng nổi tiếng nổi tiếng ở các quốc gia văn minh phương tây từ hoa kỳ cho đến khắp nơi đó và ảnh hưởng luôn cái vấn đề văn hóa đó đối với việt nam thích nổi tiếng và nổi tiếng mỗi lên mà nhất là bây giờ ngày nay với cái hệ thống mạng nữa thì càng dễ dàng hơn đây là bức ảnh vô cùng quan trọng cho phía Việt Nam sau khi hôm qua ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bắt tay với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và đạt được đối tác quan hệ toàn diện. Quan trọng. Và tương tự Việt Nam cũng đã đạt được cái đối tác quan hệ toàn diện nâng cấp và Pháp trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên đạt được đối tác này, Việt Nam thì có 8 quốc gia đã nâng cấp mối quan hệ toàn diện lên. Và điều này đạt được một điểm đáng chú ý nào thưa quý vị. Bên cạnh đó đó thì phía Hoa Kỳ, công ty Mera, công ty mẹ của Facebook cũng tuyên bố sẽ đầu tư vào Việt Nam như cái chuyến đi của ông Tô Lâm đến Hoa Kỳ gặp gỡ Google và Mera. Thì cái chuyến công du nước ngoài lần này của ông Tô Lâm Lần đầu tiên sau 22 năm có một người lãnh đạo Việt Nam đến Pháp Và đạt được cái nỗ lực này à, họ Các nhà phân tích họ nói đây là một cái thành đạt Cho cái nỗ lực gọi là ngoại giao tre Cây tre đó thưa quý vị Nó uyển chuyển đó. Cho nên gió thổi chiều nào nó nghiêng theo chiều đó cho nên ngoại giao tre là của việt nam từ xưa tới giờ rồi cho nên việt nam thường thường là đứng trung lập à, trong vấn đề ukraine với nga cũng thế vấn đề trung quốc với nước ngoài nhưng mà chuyến đi này của ông tô lâm mà trung quốc theo dõi chặt chẽ lắm thế nào sau chuyến đi này về thì phía trung quốc cũng sẽ gửi đại sứ hoặc là chính à, tập cận bình như cái chuyến đi công du của ông tô lâm đến hoa kỳ trước đây thưa quý vị và điều này sẽ gia tăng rất nhiều các lĩnh vực À, vấn đề an ninh vấn đề quốc phòng này. rồi à, hàng không à, nghiên cứu về vũ trụ hỗ trợ cho việt nam ai trí tuệ dân tạo việt nam thì rất muốn theo ai nhưng mà để sử dụng ai vào trong ngành an ninh chứ còn phục vụ cho người dân thì chưa biết được nhưng mà phía pháp lẽ đương nhiên tất cả là phải có sự hỗ trợ của Google, Meta, Microsoft. Đây là những công ty Hoa Kỳ mạnh nhất. Cho nên các công ty này họ muốn hỗ trợ Trung Quốc gia nào đó, thì họ sẽ hỗ trợ. Trong đó ngành thông minh nhân tạo AI. Ngoài ra những cái chuyện lặt vặt khác, chẳng hạn như là nhờ Pháp xây dựng hệ thống xe điện, hệ thống uh, giao thông vận tải của phi trường, vân vân. Rồi uh, Ngược lại đó thì Pháp cũng rất cần bởi vì nỗ lực của Pháp trong tương lai là phải tiếp tục cạnh tranh mặc dầu là một thành viên của châu Âu nhưng mà phải xem cũng e chừng với ông Hoa Kỳ khổng lồ. Cho nên vội và một mặt đó về chính sách đối ngoại đó thì tương tự như phía Hoa Kỳ cũng không muốn Việt Nam quá gần với Trung Quốc. Cho nên Việt Nam ngày nay ở cái thế đứng giữa quý vị lại có lợi và đó là chính sách che của Việt Nam à, nhằm mục tiêu đó là không để phật lòng đàn anh Trung Quốc nhưng mà cũng không thể mất đi cái mối làm ăn vô cùng quan trọng của Hoa Kỳ, châu Âu và ngày hôm nay nếu à, thành công này so Pháp thì Việt Nam có thể tiến xa hơn nữa đi đến đối tác toàn diện và nâng cấp chiến lược, chiến lược và toàn diện luôn. thì khi mà nói đến chiến lược nó bao gồm vấn đề an ninh nữa cho cả nước Đức vân vân các quốc gia của châu Âu à, đây một thành công lớn và qua đó à, hoặc à, Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh những cái, cái cuộc à, nghiên cứu và hỗ trợ cho đất nước và nếu việc này thành công thì xem ra chuyến đi công du của ông tô lâm sau nhiều năm trời mà à, có thể là đạt được cái thành công trong việc mà đốt lò có nghĩa là diệt trừ tham nhũng để có thể hạ tất cả các nhân vật lãnh đạo không đủ cái khả năng thì bây giờ ông tô lâm đại diện và vì thế phía nước ngoài trong đó hoa kỳ và pháp và sắp tới đây nhiều quốc gia châu âu và kể cả các quốc gia khác nữa à, sẽ nhìn vào để xem coi cái nỗ lực mà diệt trừ tham nhũng nỗ lực giải quyết các vấn đề nhân quyền bởi vì ngày hôm nay đó công ty Meta và Google sắp tới đây đó cũng đang bị các nhà phân tích họ đặt ra một cái nghi vấn à, liệu rằng có quan tâm đến với nhận nhân quyền khi mà Việt Nam tiếp tục đàn áp các nhà à, chính trị tiếng nói đối lập hoặc là Việt Nam sẽ qua đó mở cửa tốt hơn và cái chuyến đi này để cho thấy là phải có những cái hứa hẹn giữa ông tô lâm với ông biden giữa ông tô lâm với macron tổng thống pháp về vấn đề mà nhân quyền giải quyết các tình trạng và có thể mở cửa nhiều hơn nữa bởi vì không thể áp buộc các công ty nước ngoài vào mà đi theo cái chính sách an ninh của việt nam để mà theo dõi các hoạt động ở nước ngoài công dân việt nam ở nước ngoài hoặc là công dân việt nam ở trong nước nhưng mà ít nhất cái chuyến đi này có thể mang lại lợi nhuận mà các nhà phân tích trong đó kể cả ông Thủ tướng Việt Nam tuyên bố đó là nền kinh tế của Việt Nam có thể tăng trưởng từ 7% tới 8% trong năm 2025. À, riêng năm nay thì vẫn còn bị ảnh hưởng bởi Covid. À, chuyến đi này vô cùng quan trọng bởi vì Việt Nam đang muốn thoát khỏi cái ảnh hưởng về kinh tế tệ hại của Trung Quốc sau đại dịch vừa qua. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý sau phần quảng cáo. Và thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay thì cơ quan CDC đưa ra một cái tuyên bố đó là à, bắt đầu từ tuần sau à, chính phủ Hoa Kỳ đó sẽ kiểm tra hành khách nào quay trở về Hoa Kỳ À, tờ, nếu mà từ cái đất nước rwanda bởi vì à, ở đây bắt đầu bùng phát một cái loại dịch bệnh gọi là virus marburg thưa quý vị ừ. mà tính đến bây giờ đó đã có mười mấy người chết rồi à, cái tỷ lệ mà tử vong nếu mà bị nhiễm cái, cái virus marburg này lên đến tám mươi lần thì à, phía cdc cho biết là marburg là một cái loại virus nó gây sốt xuất huyết giống y như Ebola vậy lây qua tiếp xúc bằng những cái dịch ở trên cơ thể nước miếng rồi máu hoặc là tinh dịch và nếu như mà bị nhiễm cái con Marburg này đó thì hiện nay không có vắc cũng như là không có phương pháp để mà chữa trị và tỷ lệ tử vong lên đến 80%. Thì CDC cho biết là tính cho đến ngày hôm qua ở Rwanda đó tôi quý vị đã có tổng cộng 51 trường hợp bị nhiễm Marburg rồi và đã có 12 người chết và trong số 51 trường hợp bị nhiễm đó, thì đến 19 người là nhân viên y tế à, cho nên nó lây lan rất là dữ. thì CDC cho biết là Tức bắt đầu từ ngày 14 tới tháng 10 tất cả hành khách nào mà ở trên những chuyến bay về Hoa Kỳ nếu như mà họ bay về từ Rwanda đó là ngay lập tức họ sẽ được reroute đến một trong ba cái phi trường sau thưa quý vị Chicago uh, JFK ở New York và Washington Dulles ở tại Virginia bởi vì ở đây đó là CDC họ đã set up À, kiểm tra những người này ngay lập tức ở phi trường thì những hành khách này đó sẽ xuống và được đưa vào một cái khu vực riêng có nhân viên của CDC. Và thứ nhất họ kiểm tra thân nhiệt, à, thứ hai là những cái à cái, cái 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 symptoms mà của cái loại bệnh này bởi vì CDC họ nói là cái bệnh này đó nó ủ từ 2 ngày đến 21 ngày thôi quý vị, cho nên là khi mà bắt đầu nó bùng phát lên đó là thứ nhất người này sẽ bị chóng mặt nhức đầu nóng lạnh và trên người đó sẽ có những cái uh, ban đỏ bị rash và tự dưng uh, sẽ bị bầm tím uh, nữa cho nên uh, thì đây là những cái dấu hiệu uh, bị nhiễm cái bệnh này chắc luôn rồi nếu như mà có một cái là sẽ bị uh, cách ly thôi quý vị thì bây giờ cdc họ hy vọng là sẽ không có cái trường hợp nào mà đã uh, uh, kiểm soát đi vào được Hoa Kỳ cho nên là bắt đầu từ ngày 14 này là sẽ bị kiểm tra. Ngày hôm qua ông Nick Clegg, chủ tịch các vấn đề toàn cầu của công ty Meta, vị chế vị trí vô cùng quan trọng đại diện cho Zuckerberg đi khắp nơi trên thế giới để thảo luận với các lãnh đạo. Mặc dù là chủ tịch của một công ty nhưng mà những quốc gia như Việt Nam là cầu cạnh những cái công ty khổng lồ như Meta, Google, Microsoft đầu tư vào Việt Nam. Đây là ông Nick Clegg, giống như một cái tiếng nói của cả lãnh đạo công ty Meta, công ty mẹ của Facebook và nhiều các phân bộ khác của Meta. Thì vấn đề như thế nào? Ông có mặt tại Việt Nam thảo luận với ông Thủ tướng uh, uh, Phạm Minh Chính Và vào tháng 9 khi mà ông Tô Lâm đến San Francisco Tới Hoa Kỳ đó Thì cũng đã gặp gỡ ông Nick Clegg Và đại diện của Google à, Hai bên đều có Các giới lãnh đạo Đại diện Mà những tin tức cho thấy là Bên phía Tô Lâm ngọ lời là muốn Kêu gọi các anh đầu tư vào Thì Nick Clegg Đã đến Hà Nội Gặp nhiều các giới chức cũng như các công ty ở việt nam và ông tuyên bố việt nam vẫn tiếp tục là một quốc gia quan trọng đối với đại công ty meda đây là một vấn đề chính thế nhưng các nhà phân tích các nhà bình luận họ gọi đến công ty meda để hỏi thế thì trong các cuộc họp với giới lãnh đạo việt nam vấn đề về nhân quyền vấn đề về tự do ngôn luận có được đề cập hay không thì không thấy trả lời. thì ngày hôm nay các à, tờ báo họ đưa ra vấn đề này, bởi vì họ nhắc lại những cái vấn đề trở ngại về tự do ngôn luận, đó là cái chắc trở rất lớn. thì làm thế nào để các công ty như Meta, Google né qua cái vấn đề ngôn luận mà khổ đó để đạt được những cái thỏa thuận về thương mại với Việt Nam đó? là họ phải đáp ứng với các yêu cầu về thông tin cá nhân thì đó là cái vấn đề mà phía hoa kỳ và những à, tổ chức tranh đấu cho nhân quyền và tự do ngôn luận họ rất là khó chịu trước vấn đề này bởi vì sao khi mà đi vào chẳng hạn như là mera google mà nếu mà muốn làm việc vào trung quốc và các quốc gia cộng sản độc tài đó thì các thông tin của các cá nhân trên mạng của quý vị của chúng tôi vân vân lên trên đó thì Việt Nam có thể kiểm soát. Và câu hỏi thêm nữa đó là công dân Việt Nam công dân nước ngoài để không nói họ ở nước ngoài họ đâu có bị sợ bị bắt đâu, nhưng mà nếu những người đó lên trên mạng mà thường xuyên chỉ trích nhà cầm quyền Việt Nam cộng sản chống nước, kể cả chỉ lấy lãnh đạo. Nói về Tô Lâm, nói về thật sự không phải là nói xấu nhưng mà có những vấn đề họ trưng bày những vấn đề mà ở nước ngoài chúng ta được tự do trình bày Mà người Việt Nam ở trong nước không dám Nhắc tới tên lãnh đạo là tù ngay Trong đó có các nhân vật à, Thí dụ như một Facebooker Anh Lê Phú Tuấn Bị kết án 4 năm 8 tháng Vì đăng 21 video lên Facebook Mà phía Việt Nam nói rằng Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước và quyền lợi hợp pháp của các tổ chức và cá nhân họ càng ngày càng mở rộng những cái luật lệ để chụp tất cả và chụp mũ tất cả những người có tiếng nói thí dụ như là tôi ở trong nước tôi đưa lên một cái bài bình luận nói về công ty này công ty kia không nói xấu nhưng mà đưa ra những cái lời chỉ trích phân tích thì sẽ bị chụp mũ ngay bởi vì trong đó có câu xâm phạm lợi ích quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân như vậy là cũng không nói đến được cá nhân luôn à, trường hợp như là bà Nguyễn Phương Hằng sự vô tù luôn mà đó là quyền tự do ngôn luận của bà hai cái quyền tự do ngôn luận rất khác và được định nghĩa rất khác từ xã hội chủ nghĩa Việt Nam với hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, thì đó là một cái vấn đề rất lớn. Hiện nay thì công ty Meta họ đang thảo luận đầu tư thêm, à, nhưng mà đầu tiên thì chúng ta nghe nói chỉ mới cái sản xuất cái cái um, headphone đặc biệt của công ty Meta Facebook, rồi những các uh, nghiên cứu khác có thể là chỉ cả những cái họ đi từ từ. Nhưng mà quan trọng đó, nếu mà không đầu tư như vậy đó, thì hoạt động của Facebook vân vân Instagram khó lòng mà phát triển ở trong nước bởi vì nhiều người Việt Nam đang sử dụng Facebook để hoạt động trong đó kinh doanh vân vân và liên lạc miễn làm sao đừng đụng chạm đến một lần nữa nói xấu đến chính quyền thì cấm cấm rồi bây giờ nói xấu luôn công ty cũng không được trái nhà như Vinfast mà nói xấu là cũng không, không được thí dụ hoặc là các cá nhân trong đó cá nhân có thể là một tài tử, một ca sĩ, rồi một nhân vật. Trong đó kể cả cá nhân, mấy ông công an hoặc là bí thư vân vân Thì hoàn toàn cái bộ luật nó quá rộng để kiểm soát cái quyền tự do ngôn luận của người Việt Nam. Và thưa quý vị... Cái vấn nạn mà cái bọn băng đảng Trend de Aragawa đó thì hiện nay chúng ta biết là từ trước giờ những cái tin tức thì thấy là toàn là thành viên băng đảng đàn ông nhưng mà nay phía sheriff cũng như cbp ở texas mới bắt giữ một nữ quái thành viên băng đảng này là phụ nữ thưa quý vị nhưng mà y thị cầm đầu cả một cái đường dây buôn người và mại dâm thì đây là stanfanya primera thưa quý vị nhưng mà à, trên mạng xã hội với lại trong cái thế giới ngầm đó thì y thị có cái biệt danh là the barbie phía sheriff cho biết là trong khoảng hơn một năm nay đó họ liên tục nhận được than phiền của cư dân xung quanh một cái motel gateway hotel này đây tôi quyện, nằm ở El Paso à, cư dân họ than phiền là bây giờ cái motel này đã đã hoàn toàn bị băng đảng nó chiếm mà à, trở thành một cái ổ tội phạm cướp giật rồi hút chích thì ke ma túy mại dâm ngang nhiên ở bên ngoài lẫn bên trong luôn mà người dân họ nói là cứ chiều uh, xuống bắt đầu 4 năm giờ không ai dám đi xung quanh cái nơi này nữa tại vì có thể bị cướp bất cứ lúc nào Và đây là hình ảnh ở bên trong cái mô đây thưa quý vị mại dâm đánh đập tràn lan hết thì đương nhiên khi mà người dân họ than phiền quá nhiều đã bắt đầu cảnh sát họ mới vào cuộc họ điều tra thì càng điều tra thì họ mới tìm ra được một số những cái nạn nhân của uh, cái bà uh, the Barbie này đây thưa quý vị đó là chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục phần tin tức này ngay lập tức thưa quý vị. Thưa quý vị, lúc này trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến tin tức đó là có một nữ tặc thành viên của băng nhóm Trend de Aragua gốc Venezuela vừa mới bị CBP phối hợp với Sheriff ở El Paso Bắc. Thì như chúng tôi thưa đó thưa quý vị là nguồn cơn là khoảng hơn một năm nay người dân ở quanh một cái motel gateway ở El Paso đó họ than phiền là an ninh của cái nơi này nó quá tệ cái motel này trở thành hang ổ của bọn tội phạm mà khi cảnh sát họ bắt đầu điều tra thì họ phát hiện cái bà nữ quái biệt danh là The Barbie này đó y thị vào um, Hoa Kỳ từ năm ngoái um, và cái băng nhóm của À, cái 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 bà này đó là giống như là đưa người lậu vào Hoa Kỳ thưa quý vị và lấy tiền của những người mà thành công vào được đây nhưng mà cũng có những người giống như họ trả thiếu rồi sau đó họ không còn khả năng chi trả nữa thì thế là những nạn nhân nữ này đã bắt đầu đương nhiên họ đều là di dân bất hợp pháp giống y như thị thôi thì y thị bắt Cốc ngang nhiên bắt cóc những người nạn nhân mà không trả thiếu tiền cho y hoặc là cái băng nhỏ nhóm tội phạm trên ra qua này bọn chúng buôn bán thuốc phiện đồ nữa thưa quý vị thì những người mà giống như mua triệu không trả được tiền tất cả những người mà thiếu tiền mà là nữ đó y thị sẽ bắt về cái hotel này và bắt người ta hành nghề mại dâm và những ai mà không chịu phục tùng đó thì là bị đánh đập bị chuốt thuốc rồi bị cưỡng hiếp tập thể ở đây thì khi mà cảnh sát họ điều tra họ phát hiện đây là cái cách mà y thị kiếm tiền từ những nạn nhân của mình và bằng cách đó thì thế là phía CBP họ đã phải đưa ra cái poster như thế này đây thưa quý vị đây hình ảnh của y thị thông tin và đây là cái motel gateway nơi mà y thị là à, nằm chọn làm cái xào huyệt luôn đó thì cuối cùng sau một thời gian điều tra và nắm được đường đi nước bước ngày 27 tới tháng 9 vừa qua đó sheriff ở El Paso đã bắt được y thị ngay mà chớ treo thay là ngay trước một cái nhà thờ nhà thờ tên là Sacred Heart ở El Paso thưa quý vị y thị dắt năm đứa con đến nhà thờ nhận lương thực với quần áo free thì khi mà đi ra xe đó là bị sheriff họ tóm liền ngay lập tức à, coi như là băng đảng tội phạm thứ dữ nhưng mà Cuối tuần vẫn đi đến nhà thờ để mà lãnh lương thực với quần áo free Thì nay uh, phía CBP đã thành công bắt được mụ Tuy nhiên phía uh, Sheriff ở Texas họ cho biết là hiện nay đó Thành viên của cái băng nhóm Trend Agrawa này Chúng đã vào được và hoạt động ở 8 tiểu bang lần California, Florida, New York, Texas, New Jersey, Nevada, Illinois và Georgia thưa quý vị và ngày 5 tháng 11 Và thậm chí bây giờ thực sự nếu quý vị bỏ phiếu sớm quý vị đã nhận được à, các à, tập phiếu à, trong đó các hướng dẫn về các luật bầu cử các nhân vật được bầu ở địa phương cũng như California và toàn quốc trong đó các ghế thượng nghị sĩ dân biểu tổng thống thì trong đó có các dự luật và ngày hôm nay họ đang thảo luận và trong đó kể cả vấn đề tranh cãi dữ dội về liệu có nên kiểm soát tiền thuê nhà hay không cặp luật 33 và 34 dự luật proposition 33 và 34 à, năm 1995 á, họ California này trước đó thì có luật kiểm soát mà chúng tôi nhớ là đến thành phố Santa Monica ở à, thành phố kiểm soát bởi vì thành phố đông rồi à, lúc đó tầng lớp à, lao động cho nên họ kiểm soát nhà ở. Nhưng mà về sau này đó cái vấn đề kiểm soát nó lỏng lẻo. Đó là Santa Monica thôi, còn những nơi khác của California thì hầu như từ 1995 hầu như là không còn kiểm soát nữa. Nói là ki không kiểm soát cũng không đúng thực sự đó. Là chủ nhà không được phép tăng tiền nhà quá 10%. Quá 10%. Nhưng mà quý vị tưởng tượng coi, một năm mà chúng tôi thấy là phần lớn những quý vị nào mua đi thuê mướn apartment, chung cư không phải là của người Việt Nam hoặc là à, có những người Việt Nam làm chủ về sau này và họ đưa cho các công ty management họ kiểm soát đó thì họ tăng đều à, tại mỗi năm 3%, 5% phần trăm nhưng mà có những chung cư mà quá đông mà nóng những cái khu mà tốt là họ tăng mạnh để họ đẩy những người không có khả năng và họ chọn lọc những người khá giả hơn mặc dù là ở chung cư nhưng mà có những chung cư sang trọng và kể cả những chung cư mà hot thí dụ như gần trung tâm Việt Nam thí dụ như vậy thì là tăng đều mà tăng như thế đó à, và đó là cũng là lý do mà cái tình trạng mà thiếu hụt nơi ở, nhà ở không phải là làm chủ quyền làm chủ. Nhưng mà rất nhiều người bây giờ làm sao mà có khả năng mua nhà cả bạc triệu ở California nếu mà không muốn ở chắc trung tâm như quận Cam, Los Angeles. Thì đó là lý do các nhà làm luật họ nói phải tiến tới cái việc cho phép chính quyền địa phương Westminster Garden Grove Thí dụ điển hình Nếu các đạo luật này được thông qua Thì chính quyền Westminster Garden Grove Vân vân Được quyền thông qua các luật Để yêu cầu Các chủ nhân của các dãy nhà Khu phố, chung cư Trong đó kể cả Nhà của quý vị Đầu tư Cho thuê Rồi nhà mà có những phòng hay các khu vực riêng cho thuê thì nếu thông qua như vậy họ có thể kiểm soát và buộc chủ nhà không được nâng quá tùy theo mức của các thành phố địa phương thí dụ thí dụ thôi bởi vì luật nó chưa qua mình chỉ nói thí dụ để chúng ta mường tượng được các nỗ lực này như thế nào à, Westminster có thể yêu cầu không được nâng quá 2% trăm một năm hoặc nâng quá 5% tùy theo mỗi địa phương, mỗi thành phố họ có cái quy luật. Chẳng hạn như là thành phố này nó nó nhiều chung cư, nhiều nhà cho thuê thì cái việc nâng nó sẽ khó hơn. Bởi vì nó dễ dàng mà, cho nên ngay cả chủ landlord đó, landlord chủ nhà chủ chung cư họ cũng không muốn nâng nhiều quá bởi vì nâng nhiều quá người ta bỏ đi. Trong khi chung cư thì nhiều. Nhưng mà có những thành phố chung cư ít, thí dụ như là Seal Beach, vân vân Nhiều nơi um, ở, ở uh, Huntington Beach, nhiều người muốn tới ở. Thì là chủ nhà lại nâng nhiều hơn. À, 5%, 7%. Anh không trả thêm, anh đi đi. Thì tôi cũng có người khác sẵn nông nhảy vô như thường. Bởi vì đây là những chung cư hot. Thì đó là lý do mà tại sao dự luật này được đưa ra. À, giới lập pháp Hoa Kỳ muốn kiểm soát để hỗ trợ cho những người gặp khó khăn. Bây giờ đó lương của họ không được nâng lên theo mức nhà ở. Nếu như họ làm công việc mà mỗi năm họ được à, lên lương 2%, 3%, 5% thì đỡ bởi vì tiền nhà sẽ nâng lên mỗi năm hoặc là 2 năm một lần. Còn bây giờ đó chủ nhà nâng 5% sang năm 5% hoặc là năm nay 3% sang năng là 5% Rồi cộng thêm nhiều thứ khác nữa Tuy nhiên Những phe đối lập thì họ nói rằng Ô làm như thế là không được Đảng Cộng Hòa này chống Bởi vì sao? Họ không muốn Chính phủ kiểm soát quá nhiều Và kiểm soát như thế đó sẽ khiến cho Các nguồn đầu tư Về trung cư sẽ giảm à, Đây là các lập luận Được đưa ra hai bên nếu mà đầu tư vào chung cư giảm thì chung cư bị hoang phế bởi vì họ không có đủ tiền để họ nói cái tiền nâng lên hàng năm là đóng góp vào cái việc mà à, bảo trì cái khu nhà ở cho nó tốt đẹp hơn, à, an ninh khoa khu phố vân vân. Và bây giờ chúng tôi không nâng lên được thì tiền mà nếu mà rủi ro xảy đến cho cái căn chung cư đó thì sao? Cho nên nó có cái lợi và cái hại. Nhưng mà cuối cùng thì anh thua cử tri. Năm 2020, California đã có dự luật này được đưa ra để bỏ phiếu nhưng thất bại. Nhưng mà đó là năm 2020, vào thời gian đại dịch trước thời gian đại dịch diễn ra. Nhưng mà sau đó thì họ mới thấy được cái tình trạng mà nâng cái tiền thuê nhà nhiều quá. Và đó là lý do 4 năm sau, thưa quý vị, cái dự luật này được đưa ra trở lại và hy vọng được thông qua lần này và thưa quý vị cái vụ mà ông thị trưởng của thành phố New York đó bị điều tra về cái chuyện là thứ nhất nhận tiền quyên góp bất hợp pháp rồi nhận lại những cái quyền lợi lợi ích cá nhân từ các chính phủ nước ngoài Eric Adams thì sáng ngày hôm nay tiếp tục có thêm hai viên chức nữa một người bị bắt một người từ chức cho thấy là bây giờ cả cái thành phố này không biết làm cách nào mà hoạt động khi mà một loạt các quan chức bây giờ từ chức còn không là đang bị FBI điều tra thì chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tối phần tin tức này thưa quý vị. Vâng thưa quý vị lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến tin tức đó là um, cái vụ điều tra cũng như là ông thị trưởng eric adams của new york hiện nay đang bị truy tố những cái tội ăn hối lộ rồi đó thì sáng ngày hôm nay thêm hai quan chức nữa trong hội đồng thành phố của ông đây người đầu tiên uh, tên là mohamed bahi sáng ngày hôm nay bị uh, công tố viên ở new york bắt bởi vì cái tội đó là đe dọa nhân chứng và cố tình tiêu hủy chứng cứ liên quan đến cái cuộc điều tra Eric Adams thì bây giờ công tố viên nói là à, ông Mohammed này đó thưa quý vị ông bị bắt bởi vì khi mà FBI đang điều tra cái vụ ăn hối lộ của Eric Adams thì họ giống như là tìm tới được một cái người à, bây giờ họ gọi là nhân chứng nhưng mà thật sự cái tay này cũng là liên quan đến cái vụ hối lộ của... Um, eric adams bây giờ không có tên ông đó tạm gọi là ông a đi thưa quý vị ổng là một à, chủ nhân một cơ sở thương mại nhưng mà fbi biết là cái ông a này đó đã từng giúp eric adams nhận tiền quyên góp bất hợp pháp bằng cách set up những cái công ty gọi là công ty bình phong đó để tiền đổ vào những cái công ty đó rồi từ những công ty đó đưa vào cho eric adams để mà qua mặt giấy tờ chẳng hạn như vậy thì khi mà à, cái tay mohammed này mà y cũng làm việc cho cái văn phòng uh, hội đồng của uh, new york ổng biết là fbi bắt đầu tìm đến được cái ông a rồi đó thì mohammed này bắt đầu gọi điện thoại cho ông a vừa lúc ban đầu đó là dụ dỗ rồi sau đó, đó đe dọa ông a là phải khai mang với fbi uh, để mà giúp cho eric adams thưa quý vị thì đến khi mà phía FBI đó biết về cái sự liên quan của Y là Y đã gọi điện hâm dọa nhân chứng như thế nào thì FBI tìm đến thì trước khi mà um, họ đưa ra cái lệnh lục soát nhà cửa của y đó thì y đã khai mang y chối hoàn toàn y không biết gì về cái sự hiện diện của ông E rồi y không liên quan gì hết nói chung là chối hoàn toàn nhưng mà sau đó fbi họ đưa lệnh lục soát một cái thì họ phát hiện là y đã xóa sạch toàn bộ những cái uh, text message rồi những cái cuộc gọi gọi đến cho số điện thoại của ông y nghĩa là y đã khai mang y biết về ông đó nhưng mà y nói y không biết thì chính vì vậy mà sáng ngày hôm nay y đã chính thức bị ép FBI bắt giữ về cái tội đó. Rồi chưa kể là cũng vào ngày hôm qua một uh, quan chức khác nữa, bà này quý vị cũng nhớ chúng tôi liên tục đưa tin về bà rồi, giữ cái chức là Deputy Mayor của Hội đồng thành phố New York, Sheena Wright đã chính thức từ chức ngày hôm qua thì mới tháng trước thôi. Bà này cùng với David Banks là người mà giữ cái chức là lãnh đạo hệ thống trường công ở à, tại New York đó, hai vợ chồng đều bị FBI lục soát nhà riêng và văn phòng cũng liên quan đến là à, là tay chân rồi thông đồng biết về cái chuyện Eric Adams ăn hối lộ vân vân, thì à, ông chồng đã từ chức trước vào tuần trước thì nay cũng đã đến bà vợ thì bây giờ gần như hình như không còn ai ở cái hội đồng thành phố New York đang làm việc nữa hết thưa quý vị đa số từ chức chỉ còn có mỗi ông Eric Adams thôi ổng vẫn tiếp tục làm việc nhưng mà mỗi một ngày đều phải gặp à, luật sư để mà bàn bạc cái cách đối phó với công tố viên như thế nào à, Những quý vị nào đi du lịch đặc biệt là các chuyến bay quốc tế đó và kể cả các chuyến bay nội địa đó đôi khi gặp những cảnh dở khóc dở cười và đây là tựa đề của hãng hàng không Qantas Australia úc đã bị buộc phải xin lỗi các gia đình có con nhỏ dưới 17 tuổi, 16 tuổi vì lý do chiếu một cuốn phim có cảnh ưu quá ư là nóng và nhạy cảm Mặc dù là R rated. À phim này mang tựa đề là điều với à, hai nữ diễn viên Dakota Johnson nổi tiếng và Sean Penn. À, Sean Penn à, là chồng cũ của Madonna. Cả hai người à, và Dakota Johnson rất là xinh đẹp. Chuyện gì xảy ra <laughs> thưa quý vị? quantas à, kể lại đó là cái hôm mà chuyến bay từ uh, úc sang nhật tuần rồi thì khi mà máy bay đang chuẩn bị uh, ra phi đạo cất cánh đó, thì thường là quý vị lên đó quý vị sẽ uh, được chọn lựa entertainment bởi vì chuyến bay quốc tế thường là trước hàng ghế chúng ta có cái màn hình chúng ta lựa thường thì rất nhiều có cảm bây giờ sung sướng lắm nó khác ngày xưa nhiều ngày xưa lên đó, có vài phim thôi Bây giờ là mấy chục phim nhất là kể cả Netflix nữa à, Cho nên quý vị thao hồ lửa Xui một cái là cái hệ thống entertainment này Bất chợt nó hư Không biết vì cái mạng như thế nào Thế thì ông phi công Rồi cái những cái trưởng đoàn của tiếp đại viên đó Họ mới nói chuyện Bây giờ đó không chiếu phim cũng không được Bởi vì không có ai ngồi đó Trong cả bao nhiêu tiếng đồng hồ bay mà không có phim Thế là cuối cùng hỏi hỏi nhau thì cả nhóm đồng ý với cuốn phim Da và họ có người thì chưa xem có người thì xem rồi thì vì với những người lớn thì họ nói ồ mấy cái cảnh làm tình mấy cái cảnh đó nhạy cảm nó cũng chẳng có gì cả không sao đâu <laughs> thế thì ông phi công và bên trưởng đoàn tiếp đại viên đồng ý thế là bấm lên chiếu chiếu một lát thì mấy người à, mẹ mấy ông bố mang theo mấy đứa nhỏ đó lấy tay che <laughs> bắt mấy đứa nhỏ lại <laughs> mà khổ đó thưa quý vị khi mà bắt đầu những người tiếp đãi viên họ đứng đằng sau họ nhìn thấy mấy cái cảnh nóng quá đó ừ, họ, họ mới chạy vô họ tìm cách chạy tới tức là fast forward để qua cái cảnh nóng đó, đó thì phát không được cuối cùng họ bấm bụp một cái tắt luôn <laughs> thì họ thấy cái cảnh nóng quá nó kỳ quá rồi sau đó thì các gia đình họ mới gọi À, trước đó thì ông gọi tiếp đại viên nói ồ oh, oh, cái phim này nó nó bậy bạ quá nó nó nóng mà đâu phải một cảnh đâu nhiều cảnh nữa cho nên cuối cùng thì họ phải tắt luôn và họ uh, ngày hôm nay thì Quantas phải đưa ra là xin lỗi thì cái chuyện đó nó, nó 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 không có ngoài cái cái cố ý của cả cái tiếp đại viên nhưng mà quý vị nào đã đừng lên đây thì cá nhân chúng tôi cũng gặp những cái trường hợp mà, mà vô tình thôi mình lựa mà trong đó là mình mang theo cái máy riêng của mình mà chẳng hạn như là điện thoại mình cũng có thể xem điện thoại được để nó trên trên cái máy thì chúng tôi chọn lựa một cuốn phim tình cảm drama để xem nhưng mà không ngờ có những cảnh rất nóng mà thì những người ngồi sau họ nhìn thì họ, mình cũng cảm thấy nó hơi nhột nhột một chút xíu thì đó là cái à, à, hoàn cảnh mà quantas và điểm đáng chú ý đó là có rất nhiều cuốn phim thì họ để cái CD đó vào để trong trường hợp nếu như cái hệ thống entertainment, hệ thống chiếu phim nó bị hư thì họ sẽ chiếu bằng DVD và rất tiếc cái trường hợp này à khiến cho một số các phụ huynh họ cũng hoàn phiền Quantus. Và thưa quý vị, sáng ngày hôm nay thì công ty tư nhân mà cung cấp à, nước cũng như là quản lý một số hệ thống à, nước thải ở 14 tiểu bang à, xác nhận họ đã bị uh, cyber attack tấn công mạng thưa quý vị cho nên là trong khoảng thời gian sắp đến những ai là khách hàng của cái công ty này đó có thể không nhận được uh, giống như billing nhưng mà uh, sau đó họ sẽ gửi sau nhưng mà sẽ không có bị tính tiền uh, lây phi uh, đó là công ty tên là american water thưa quý vị thì uh, theo như website công ty này đó họ uh, ở bí ở tại new jersey và họ phục vụ cho À, khách hàng ở tại 14 tiểu bang sau đây Có khoảng 1.700 communities là ở California thôi quý vị Nhưng mà đa số họ ở những cái tiểu bang uh, Indiana, Pennsylvania, Tennessee rồi đó Thì công ty này họ nói là họ phát hiện được là họ bị tấn công là từ thứ năm tuần trước À, sau đó thì bắt đầu à, nó ảnh hưởng đến cái hệ thống là họ không xem được à, à, giống như là cái đồng hồ đo nước của tất cả khách hàng cho nên có một số cái hệ thống chất quản lý nước thải đó thì họ phải tắt rồi à, nhưng mà à, khách hàng bình thường gia đình bình thường thì họ vẫn để nước nhưng mà bây giờ cái đồng hồ họ không tính được thì cho nên là những ai mà à, công ty nước là american water thì à, có thể trong tháng này không nhận được bill nhưng mà họ nói là đừng, à, đừng lo họ không có tính tiền à, lệ phi thử. Vậy. và cuối cùng thì um, chiến tranh Ukraine và nga ngày hôm nay có thêm nhiều diễn biến, nga phải đưa ra tình trạng khẩn cấp vì các nhà máy lọc dầu ở Crimea cũng như ở nga bị tấn công. cái chuyện này chúng ta thấy là nó xảy ra trong thời gian gần đây nhất là trong năm nay nó khá nhiều và điều này để cho thấy một anh giàu bị một anh nghèo tấn công mà Ukraine rất là hay hôm nay đó ngoài cái chuyện mà tìm cách mà giết binh sĩ của nga cái chuyện bình thường rồi đó là chiến tranh nhưng mà họ đánh vào những cái chỗ mà đau các anh nhà giàu bởi vì chúng ta anh nhà giàu mà mất đi chỗ này mất đi chỗ kia cứ xỉa hết một ngày này cái hãng dầu này ngày mai cái khu vực khác thế là kiệt quệ vô cùng về kinh tế sắp tới chúng tôi mời quý vị trở lại chiều nay trong phần tin tức nổi bật mời quý vị cùng theo dõi và cảm ơn sự theo dõi toàn bộ của quý vị trong ngày hôm nay